Thành kính xin quy y pháp lần thứ ba ta tiyam vi sang thắng ta nhãn cái chữ ha mi con em mình lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba Bụt tăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sanghang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Bụt tiyam bi Bụt tăng Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì. Bồ Tát Giám Bi Gam Mang Sa Đa Năng Gat Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ nhì. Bồ Tát Giám Bi Sang Ga Hăng Sa Đa Năng Gat Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì. Bồ Tát Giám Bi Bất Đăng Sa Đa Năng Gat Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba. Tất giam bi thọng măng sa đa năng gói trả mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ ba. Tất giam bi sang ga sa đa năng gói trả mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ ba. Tê sa ra na ha năng ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phạn tê và chúng con xin vâng. Ba na thi ba ta về ra ma ni si kha ma lăng tham ma ya mi con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. A din na da na về ra mình y si kha bất đăng samad yam bi còn xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp cà mê su mi cha cha ra về ra mình y si kha bất đăng samad yam bi còn xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà hành mục sa wa da về ra mình y si kha bất đăng samad yam bi còn xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối su la mê ra yam ma cha pa ma đa tha na về ra mình y si kha bất đăng samad yam bi còn xin vâng giữ điều học là quy chánh xa si dễ vướng rêu và các chấp sai. Mana ti ba ta về ra mani si kha ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh. A đến na đa na về ra mani si kha ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra về ra mani si kha ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hành mẫu sa wa da về ra mani si kha ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối sự ra mê ra yamat chấp và ma đa tha na về ra mani si kha ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Ikmani panca sikabdhani sarukang tatuang abhamade na nicchakalang samarakthitapang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ra vân di hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phạn tê và chúng con xin vâng.
Sile na sugatin yonti, sile na po kasambadan, sile na niputin yonti, tasman silang wikso ha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cùng nhờ dự giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cùng nhờ dự giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Xa thu lành thai uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng xâm và ruột tâm ăn buộc thầy vô khả lì tâu đô sơ bụt thâu khả mặt tụ tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng thầm anh chết đức quý thăng và răng thầm mê vô khả lì tâu đô sơ thầm mô khả mặt tụ tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đưa vị thốt tâm ăn sẵn khê vô khả lì tâu đô sơ sẵn khô khả mặt tụ tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Sít thi ya chana ga tha sít tham an tu sít tham an tu sít tham an tu idang phalang etasmin ratanatta yasmin sambasadana che ta sung cầu xin cho hòa của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ đầy vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kê liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đáng tu hành, nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm duyên thành. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, động vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hồ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh cõi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Chí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm nguyên ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính đạo tràng đã cùng giới nhường lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới.
Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Thầy, con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liễu Tâm giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh cũng mời quý vị, dạ bữa nay Phạm Vượng vào đạo tràng, hoan hỷ Phạm Vượng nha. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị có thể soạn những câu hỏi chết chát lên hoặc có tầm mít để hỏi với ngài, đều là quan hỷ hết. Dạ kính mong đạo tràng một tuần lễ, đạo tràng chúng ta được một ngày để có những gì thắc mắc hỏi ngài Liễu Tâm để ngài Liễu Tâm giảng giải. Mong rằng chúng ta sẽ được có một chút tri kiến, nhất là về giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Dạ kính mời đạo tràng. Và Xích Niệm Từ ơi, Xích Niệm Từ có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh thì có thể chuẩn bị được hay cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nha. Hôm nay Nguyên Trang đi tu học rồi, nên là nếu mà được thì Niệm Từ có thể làm thị giả cho ngài nha. Dạ kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua To Arahato Samma Sambuddhasa. Đa sa ram ma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an thi qua răng aya cha tha san ti tha sát tập ba ra chấm kha cha ti ca đề sê tu tham măng anu cam di măng ba chăng sa tham ma phê riêng vi na danh cha ca văn sua tan cha bằng thân a phi tham ma châm măng a cô ta danh tơ ta tu sát cha đằng đăng ba bơ ta đi dê ba đi xa ya mắt chê phạm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản vẫn nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi biết lòng mở đạo dạy đời nhâm vườn lộc và ngày dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp an toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tỷ tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy, dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tâm từ quy hoan hỷ đăng đàn để thử anh thanh ạ. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bụt Thát Sa. Nam mô Tát Sa Phagawato arahato sammasambuddhassa.
Nam mô ta sa pha ga quá tô a ra hà tô sám ma sám bô tha sa. Nam mô bất thà gia kính bạch chư tôn hiền giả cực chính thưa chư cực sinh nam sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chân tôi rõ, tiếng cô Nhật Quỳnh nhỏ quá chứ nghe không muốn được. Nên đây tại bữa nay nó nóng thiệt, thành ra phải mở cái quạt hơi ồn chút, thành ra quý vị cố gắng nói lớn lớn chứ ở đây nghe không nghe tiếng quý vị không được. Bữa nay ở đây nó chỉ có 114 độ F thôi, khoảng 44 độ C thôi, là không biết còn sống qua khỏi giờ này không. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con tri ân ngài cho con biết được tín hiệu. Dạ bây giờ ngài đã nghe âm thanh của con có rõ chưa? Chào đạt rằng có nghe âm thanh của Nhật Quỳnh tốt hơn lúc nãy không ạ? À? Dạ cho Nhật Quỳnh xin thời gia con kính tri ân ngài. Dạ cái máy con nó tuột âm thanh phần phía trong và con không hay, nên con xin sám hối với ngài và sám hối với đạo tràng. Con tri ân ngài đã cho con biết được để con chỉnh máy. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị trong đạo tràng có thể đưa những bàn tay hoặc là có những câu kết chát thì Nhật Quỳnh xin đọc qua niệm từ ơi, nếu niệm từ có làm thị giả cho ngài được, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu cái niệm từ. Dạ, Nhật Quỳnh thấy ở trong đạo tràng có huynh thính pháp. Dạ, huynh thính pháp có câu hỏi gì không, có thể đưa bàn tay mình lên không? Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng ạ. Dạ, quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên hoặc có thể là có những câu chết chát thì Nhật Quỳnh tạm thời Nhật Quỳnh đọc, nếu đến lúc nào có xích niệm từ thì Nhật Quỳnh xin mời xích niệm từ nha. Dạ Nhật, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị à. Ô, Quỳnh Thánh Pháp đang lái xe hả? Dạ, dạ vậy thôi, dạ không sao. Dạ, Nhật Quỳnh thấy có huynh Nhật Quỳnh rất là hoan hỷ. Dạ, nếu chưa có câu hỏi, dạ con xin phép con được hỏi trước à. Để cho đạo tràng nóng lên rồi kính mời bàn tay hoặc mời những câu chích chắc của quý vị ạ. À. Dạ, bạch ngài, ngài chỉ dạo, cho con, tại con đọc có một câu kinh đó, thì nói là ví dụ như mình tu thì mình có thể độ được thân bằng quyến thuộc hiện tại cũng như đã quá giảng. Và ngài giảng cho thêm con cho hiểu được tại sao mình tu tập thì mình có thể độ được thân bằng quyến thuộc quá giảng hoặc ngay hiện tại này. Và dạ, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Quý vị học đúng mà làm theo đúng thì chuyện đó sẽ xảy ra là được. Bởi Đức Phật dạy trong bài kinh Thi Ca La Việt đó, cũng giống như trong tiểu bộ kinh, cái bài kinh 38 Pháp An Lành đó. Quý vị đọc trong kinh 38 Pháp An Lành, quý vị sẽ thấy Ba ta bị tù bạch thả năng nghệ tầm măng, cái lúc tầm măng càng phụng dưỡng cha mẹ là cái nhân đưa đến sự an lành tối thượng. Thì trong cái bài kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật cũng dạy cho cái thanh niên đó cũng cái điều tương tự. Tức là những cái điều gì mà Đức Phật nói là mình có thể làm được. Cha mẹ chưa có đức tin làm thế nào cha mẹ có đức tin. Cha mẹ chưa có trì giới và chưa có biết xả tài thì làm thế nào để cha mẹ biết trì giới và biết xả tài. Cha mẹ chưa có trí tuệ làm thế nào để trí tuệ phát sanh đến cha mẹ. Đó là những cái điều nếu người con làm được đó, tức là đã tạo được cái như là cái phước lành cao thượng chẳng những cho mình mà cho cả cha lẫn mẹ. Thì bây giờ mình làm, chúng tôi nói mấy lần những cái ngày gọi là ngày báo hiếu của mình, tại quý vị không để ý. Mình sáng đó mình làm những cái nhiệm vụ của mình rồi mình dẫn cha mẹ tới cái nơi
mình chỗ nào cũng được, nếu mà mình cứ ngờ ở đó có người có giới. Bởi từ hồi thì Đức Phật không có nói chùa là nơi của cái người có giới cư ngụ. Bởi vì khi mình làm phước thì mình làm phước, mình có giới và cái người có giới đó thì cái phước đó rất là cao thượng. Thì bây giờ đem cha mẹ tới đó để làm gì? Thứ nhất là quý vị cha mẹ chưa đức tin thì nhờ vào những cái chuyện mà mình sẽ trình bày với cái vị tu sĩ đó, vị sĩ đó sẽ giảng một số điều thì cha mẹ bắt đầu phát sanh đức tin. Cái thứ hai đó thì mình làm cho cha mẹ hiểu thế nào là tam quy ngũ giới. Bởi vì trước khi mình làm cái chuyện gì đó thường là theo Phật giáo nguyên thủy là phải thọ tam quy ngũ giới. Thì còn xả tài là gì? Thì mình nói thông thường mình nói bố thí đó. Ví dụ mình đem theo tứ vật dụng để dâng cho chùa đó hay cho chư tăng đó. Tức là mình đã hành cái pháp xả tài, hay là mình đừng nói bố thí. Rồi sau đó mình xin chư tăng phúc chúc, nhưng mà không phải phúc chúc với những cái câu kinh mà mình khó hiểu. Phúc chúc bằng một bài pháp ngắn. Thì cái bài pháp ngắn đó làm cho trí tuệ của cha mẹ chưa có chắc chắn là sẽ phát sanh. Cũng giống như Ngài Sariputta khi Ngài về Ngài thăm mẹ Ngài trong đêm cuối cùng mà Ngài sắp Niết Bàn đó. Đó, Ngài làm những cái chuyện đó. Và khi bà già bắt đầu hạ được cái cống cao ngã mạn là mình là người mà thờ Phạm Thiên, mà còn mấy ông mặc áo vàng đầu trọc này đâu có biết Phạm Thiên là gì đại khái gì đó. Nhưng mà khi mà cái tâm của bà nó dịu xuống, bởi vì bà thấy Đại Phật ngồi xuống đã lễ con bà, tức là con bà đã thứ thiệt rồi, mà cái người mà dạy con bà là Đức Phật chắc còn dữ hơn nữa. Đó. Thì bà ngồi tía cái tâm mà thanh tịnh vậy thì Ngài sẽ đi Bồ Tát, Ngài mới thuyết cho một bài pháp rất ngắn. Bà nghe xong bà đắc đạo quả tu đạo quần. Mà nó nhớ đắc đạo quả tu đạo quần tức là nghĩa là có khổ tối đa 7 kiếp thôi. Tức là người đó không còn sẽ đau khổ nữa. Đó là cái nhiệm vụ mình đổ cha mẹ một cách rất là bằng cao thượng. Mà thường thường mình không có làm được mấy cái đó. Đa số là mình không biết đường để mình làm. Mà sở dĩ chúng tôi nói trong room này cũng nhiều lần là tại sao mình phải lựa cái ngày sinh nhật của mình để mình làm cái việc đó. Bởi những cái ngày khác cái tâm mình nó không có sự bám víu, nó không có cái sự dính mắc trong đó. Nhưng mà mình nên nhớ cái ngày mà mình sinh nhật của mình đó. Cái người mà được gọi là mẹ đó, bà cái người phụ nữ mà mình gọi là mẹ đó. Quý vị nên nhớ cái vị đó là bên gia sẽ thịt nhiều khi mất mạng để cho đứa con được sống còn. Cái công lao đó mình nếu mà mình không trả theo cái lối của Ngài Xá Điều Tạ thì không thể nào trả hết. Thành ra trong kinh tiền thân có thí dụ giai cổng, giai phải cổng cha, giai mái cổng trẻ mà đi mà phục vụ mẹ hết, cha mẹ hết sức, nghĩa là bất cứ chuyện gì cũng vậy cũng làm cho cha mẹ vui lòng, cũng không thể nào trả hết cái công ơn đó được. Vì nó nhớ chuyện đó. Đó có nhiều cái bà mẹ đó sinh ra rồi nó không có cơ hội để nhìn mặt đứa con, đã bỏ mạng trước rồi, và đứa con lớn lên nó cũng không biết mẹ nó là ai. Thì trong khi đó chúng ta được cái phước dẫn quyết được cha mẹ mà mình không có hiểu thì là cái điều đó nghĩa là các bậc thiện trí rất là chê bai. Bây giờ nên nhớ vậy đó, nếu không có hai cái người mình gọi là cha mẹ đó thì giờ này làm sao mình biết được Tam Bảo là gì, biết được Đức Phật Giáo Pháp là cái gì, mình làm sao mình có cơ hội để mình chung vô những cái room như vậy để nghe các bậc trưởng lão thuyết pháp cho mình. Đó. Thành ra công ơn hai cái người đó không có thể có cái gì sánh bằng được cả. Thành ra làm theo cái kết mà Đức Phật dạy, nếu mà cha mẹ chưa có đức tin, chưa có không biết giữ giới, chưa biết xả tài, chưa có trí tuệ thì làm thế nào cho mẹ sinh được những cái đó, ngăn phát sinh được những cái đó, tức là một cái hình thức trả ơn mà không có cái gì ở thế gian này sánh bằng cả. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con kính tri ân Ngài đã giảng dạy. Câu hỏi của con, và con thấy đạo tràng
cũng rất là hoan hỷ với câu giải đáp của Ngài. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài và cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liêm, Quỳnh Chánh Tâm và tất cả anh chị em đạo hữu ghi vào đạo tràng. Dạ, Quỳnh Chánh Tâm có câu hỏi gì không? Mời Quỳnh Chánh Tâm nghe. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, có thể chết chát hoặc có thể đưa bàn tay. Dạ, bạch Ngài. À, có Quỳnh Chánh Tâm. Dạ, mời Quỳnh nghe. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ Ngài Chí Đức và con xin kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông. Con kính chào đạo tràng. Kính thưa Ngài, con muốn hỏi Ngài là trong cái kinh tạng hay là những gì mình tu thiền á, và mỗi lần con hỏi á, thì đa số những vị thiền sư hay là những gì Ngài họ nói là họ lấy từ trong chú giải. Con hiểu là chú giải là như thế nào? Ý là có thể như là trong Thanh Tịnh Đạo là của Ngài Buddha Cú Xá, là họ lấy từ những cái chú giải của Ngài đó rồi Ngài rồi giải thích từ trong cái kinh đó, hay là những từ cái đó chú giải đó ra rồi mình theo đó mà mình tu tập mình học. Xin Ngài giải thích về cái chú giải đó, con cũng chưa hiểu mấy về cái đó. Ngài Xuân Kinh, cảm ơn Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa thưa quý vị, thực sự ra 1000 năm đầu thì người ta đọc chánh tạng, tức là tạng Pali đó, thì người ta còn hiểu, chứ sau đó thì người ta đọc người ta không hiểu nữa. Thành ra chú giải nói nôm na là lời giải thích Phật ngôn. Mà giải thích Phật ngôn thì nó có nhiều cấp. Cấp thứ nhất gọi là đại chú giải đó, tức là lời giải thích của Đức Phật hoặc là một vài vị đại đệ tử giống như Ngài Múc Hà La Ná hay là Ngài Xã Ri Bồ Tạ, gọi là Maha Attha Ca Thả, đại chú giải. Cái đó là thứ thiệt đó. Trên nhiều khi Đức Phật nói Ngài đâu có ở không đâu, Ngài nói dòng dài giống như mình. Ngài chỉ nói câu rất là vắn tắt thôi, nhưng người nghe người ta đắc. Rồi sau này khoảng 9000 năm sau này đó, mình đọc hoài mình cũng không hiểu, có người giải thích mình cũng không hiểu. Thành ra chú giải mới viết những cái tập đó là chú giải. Rồi sau thời gian ngắn nữa, người ta đọc chú giải thì cũng không hiểu, đọc chánh tạng thì không hiểu, đọc chú giải cũng không hiểu. Thì nó có thêm cái nữa, nó gọi là sớ giải. Sớ giải tức là giải thích những cái điều gì mà chưa được rõ ràng dựa theo chú giải, để giải thích Phật ngôn, chứ không phải là muốn nói gì nói. Dạ, vô cái câu đó như thế nào đó thì giải thích vậy. Rồi sau một thời gian nữa đó, thì nó có vào khoảng chừng ngàn năm trở lại đây thôi, chắc không hơn, thì nó xảy ra một cái trường hợp là người ta đọc mấy cái loại đó đó, đại chú giải sơ giải không hiểu, người ta mới thêm một cái loại nữa mà không được các bậc thứ thiệt ta công nhận. Cái đó gọi là Acariya Hòa Đá, tức là sự giải thích của các bậc tổ đó. Thành ra bây giờ đa số là mình để ý mình thấy thời này đó là đa số là theo tổ đó. Ngoài trừ những nước theo Phật giáo truyền thống, nó có đầy đủ phương tiện rồi này kia dùng đó, thì mình đi học nó bắt phải học tâm tạng, học chú giải, học sớ giải. Còn ai chơi giáo từ phi là mình không thể nào hiểu, thì mình phải dựa vào đó để mình hiểu, chứ không phải dựa vào đó để làm căn bản. Acariya Hòa Đá nó có thêm một cái loại chú giải nữa là để giải thích từ ngữ. Giải thích từ ngữ thôi, ví dụ chữ đó, chữ Bali đó gốc như thế nào nào đó, thì những cái đó, đó được giải thích trong những cái phẩm rất là đặc biệt. Mà cái đó thì mấy nước theo Phật giáo truyền thống họ có, nhưng mà họ không có dịch ra. Tất cả những cái đó là đều viết bằng Bali hết nha. Họ viết bằng Bali hết. Nè, viết bằng ngôn ngữ thời Đức Phật á. Thành ra nó khó chỗ đó. Thành ra giờ đa số mình đọc về kinh Tứ Xứ muốn hiểu là phải dựa vào chú giải về kinh Tứ Xứ, gọi là Sụ Măng Cá Láo Vi La Sini. Thì mình đọc cái đó mình mới hiểu.
Còn những cái mà cái ngoài những cái loại đó nó gọi là chú giải mà thứ thiệt đó, chú giải nếu có ấy đó, tức là tóm tắt rất là gì ấy. Thì khi mà tóm tắt vậy đó, có những cái quyển giống như mình thấy là thứ nhất Thanh Tịnh Đạo, thứ hai là những cái cái khác giống như là Ni Thiên Vấn Đáp hay là Abhisammasamatha Sankhaha, tức là đó là những cái rất là ngắn mà chỉ tóm tắt thôi chứ không có giải thích. Hay nó muốn đọc mấy cái đó thì phải dựa vào lời giải thích của chú giải từ sơ giải đó. Ví dụ mình học Thắng Pháp Tộc Lực mình không hiểu thì mình phải đọc cái gì để hiểu, thì nó có cái quyển giải thích cái đó, nó gọi là Abhisammasamatha Vittawani. Nó chú giải mà tóm tắt mà đó thì gọi là Abhisammasamatha Sankhaha, còn cái này là Abhisammasamatha Vittawani. Thì đa số là trong mấy trường họ dạy họ đều dùng với cái tập Abhisammasamatha Vittawani hết, hay là quyển Thanh Tịnh Đạo đó, sau này người ta đọc người ta cũng không hiểu. Thì nó có hai cái quyển giải thích cái quyển Tịnh Đạo. Quyển thứ nhất nó gọi là Quý Sự Thí Mắc Khá Má Hả Đi Ca, quyển thứ hai là Quý Sự Thí Mắc Khá Chu Lá Đi Ca. Nhưng mà quyển Chu Lá Đi Ca quyển thứ hai là chỉ có bậc cái mấy cái ông mà ông học mà tới professional ông mới nghiên cứu thôi, còn đa số như chúng tôi họ đi học thì nó bắt học cái quyển đầu, tức là gọi là Quý Sự Thí Mắc Khá Má Hả Đi Ca đó. Nó có cái tên riêng của nó là Ba La Mắt Cả Manh Chu Xã. Đó, Quý Sự Thí Mắc Khá Ba Mắt Tạo Ba Manh Chu Xã. Thì cái đó bắt buộc phải học. Thì đó, những cái gọi chú giải, sơ giải hay là sự giải thích của các ấy rồi này kim sùng đó. Thì nó có đầy đủ. Thành ra bây giờ nó rất là nhiều chuyện chứ không ấy. Thành ra khi quý vị vô đó, đánh giữa tỷ bi tà cả đốt O-A-G đó, thì nó sẽ liệt kê cho quý vị Bali, chú giải, sớ giải hay là đi ca đó. Thì mình cứ ra nó có nhiều cái chuyện vậy đó, mà khi mà học hết mấy cái chuyện đó, có những cái chuyện mà phải đọc cả 40 chuyện thì mình mới hiểu, chứ còn nếu không mà không thể nào hiểu được đó. Bởi vì danh từ Bali nó không có phải dễ. Cái thứ hai đó, ngày xưa Đức Phật tiết là tiết cho cái Úc Khá Thị Tinh Nhu, còn mình là thuộc loại dỗm, mình đọc quê tới bây giờ mình đọc mình không hiểu, nếu không dựa vào mấy cái loại sách đó thì không hiểu được. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con kính tri ân ngài. Con có một câu hỏi nữa là, thưa ngài, giống như ngài Buddha Gosa, ngài chú giải về cái bộ Thanh Tịnh Đạo là giới định tuệ, thì ngài phân tích rất là rõ như về giới như thế nào, định thế nào, và tuệ nó có những 16 tầng tuệ đó. Thì con muốn hỏi ngài là những người chú giải như vậy có phải là họ đã chứng những cái gì mà họ đã có được nên họ mới giải thích rõ ràng được vậy không ngài, hay là họ không có chứng mà họ lấy từ cái kinh Phật mà họ thông hiểu biết với trí tuệ mà của họ, của thế gian họ giải ra, hay là cái trí tuệ của họ là họ đã thực chứng họ mới giải thích được cho mình hiểu thế nào là giới và thế nào là định và thế nào là tuệ, những cái tầng mà 16 tầng tuệ minh sát á, xin ngài giải thích rõ tí về vấn đề đó cho con. Con xin cảm ơn ngài. Nam mô Bụt Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Thật sự ra họ học tất cả những đề liên quan tới lời giải Đức Phật chứ, họ hiểu rất rõ ràng, nhưng mà cái phần mà đắc đắc thánh đó thì có nhiều vị không có đắc. Như ngài Bụt Thầy Gô Xạ thì ngài đâu có đắc, nhưng mà ngài rất là giỏi, bởi vì khi ngài đi qua lần đầu tiên đó, ngài đọc ngài thấy những cái bộ Tam Tạng mà của Tích Lan đó, có nhiều cái viết bằng chữ Tích Lan mà nói gì nó không có chính xác nếu so với ngôn ngữ Bali. Thành ra ngài mới xin là để ngài dịch lại, để dịch lại mấy cái đó. Thì chư tăng của Tích Lan có nói là bây giờ ông làm sao mà ông tưởng tôi biết ông cỡ nào mà ông đòi dịch lại.
Nghe dịch lại không phải là dịch ra nghe, mà dịch lại tức là từ cái tiếng tiếng Tích Lan đó dịch trở lại thành tiếng Bali. Chứ không phải dịch là dịch sách vở vậy đó, mình hiểu, mình có hiểu lầm là dịch sách vở. Thì ngài mới viết cái quyển Thanh Tịnh Đạo, tức là giải thích những cái điều mà học trong trong tâm tạng là như vậy 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 đó. À, ngài viết thì cái, bằng tiếng Bali đàng hoàng, thì cái chư tăng của nó ta đọc tôi thấy ôi ông này ông thứ thiệt chứ không phải thứ dỗm, thành ra mới bằng lòng để cho ngài coi những cái nào mà đúng theo đó thì ngài dịch nó lại thành cái ngôn ngữ Bali, còn cái nào mà ngôn ngữ Bali thì ngài vẫn giữ đó thôi chứ ngài không đụng tới đó. Chứ thành ra có nhiều khi nhiều cái chú giải giỏi vậy nhưng mà họ không có đắc. Giống như cái vị thứ hai mà đi cùng thời với ngài đó, đó là ngài có viết là Abhidhamma Vatara đó. Bây giờ thì đánh chữ Bali Abhidhamma Vatara thì cái quyển của cái vị đó gọi là Buddha Thích Tạ Thế Đá, ngài tên là Buddha Thích Tạ Thế Đá. Ngài đi qua ngài học nhưng mà ngài tóm tắt thì chỉ có cái bộ thành bộ gì pháp thôi chứ ngài không có viết nhiều, tóm tắt nhiều giống như ấy. Thật sự ngài Buddha Gô Xạ ngài viết có mấy quyển thôi chứ đâu nhiều, đa số những quyển kia là có sẵn nhưng mà nó biến thành cái ngôn ngữ khác rồi chứ không còn là ngôn ngữ Bali, thì ra ngài chỉ viết dịch lại để thành ngôn ngữ Bali mà thôi chứ ngài đâu có viết hết chú giải đâu. Ngài Buddha Gô Xạ thì có quyển đó, quyển Thanh Tịnh Đạo, quyển thứ hai là quyển Attha Xả Li Ni, quyển thứ ba là cái quyển hình như Sẩm Họa Vinothani hay sao, chỉ có một số quyển thôi, còn mấy cái khác mà để tên ngày là ngày về ngày ngày giống như họ trùng tuyên lại từ cái ngôn ngữ mà nó lộn xộn trở thành cái ngôn ngữ đặc biệt là ngôn ngữ Bali để cho nó phù hợp với cái nghĩa theo lời mà Đức Phật dạy mà thôi. Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ, con kính tri ân ngài. À, và mới một câu cuối cùng nữa là con muốn hỏi ngài nữa là thưa ngài, vậy trong after cái ngày Buddha Gô Xạ đó thì có một cái dạng cái cuốn mà nói về mi tiên vấn đáp giữa kinh Milanda và mi tiên vấn đáp thì nói cái vị mi tiên đó là một vị A La Hán. Dạ thưa ngài, có thể nói rõ về cái ngày mi tiên đó và cái chú giải như, đó như thế nào, xin ngài giải thích cho con ạ. À, con xin tri ân ngài ạ. À. Nam Mô Bụt Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, cái quyển mi tiên nó không phải là của ngài Bụt Thầy Gô Xạ, mà cái đó là cái cuộc đối thoại giữa ngài Nagasena và cái ông vua Milinda đó. Nên, vua Milinda vào thời đó ông giỏi lắm, ông là phạm nhân nhiều, ông giỏi lắm, ông hỏi rất nhiều chuyện mà thường thường là chư tăng là thời đó ra trả lời không được. Chư tăng thấy ông là trốn hết, không ai được. Thì tới chừng xuất hiện ngày này Nagasena này thì ông mới tìm tới để ông hỏi. Thì cái đó là cái quyển đó được ghi lại cái lời nói giữa ngài Nagasena với ông vua Milanda mà thôi, chứ ngài không phải không ngài trả lời cái ông kia câu hỏi của ông kia mà ngài trả lời. Ta ghi lại thành quyển mình âm là mi tiên đó, chứ thật sự là Milanda với Nagasena. Vậy nó thành cái quyển mi tiên vấn đáp là vậy. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con thành kính tri ân ngài và con xin xuống mic giao lại cho cô Như Quỳnh. À. Dạ con cảm ơn đạo tràng. À. Dạ, sa thủ lành thầy, kính cảm ơn Quỳnh Chánh Tâm đã đặt câu hỏi rất là tốt để cho ngài giải thích cho đạo tràng được nghe. Dạ, cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, dạ con xin post lại cái câu của Như Cánh Chim Trời hỏi và con cũng thỉnh ngài giải thích. Như Quỳnh thấy có Kim Nhung ở trước máy nè, nếu Kim Nhung có thể làm thị giả cho ngài được, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh kính mời Kim Nhung nha. Dạ Nhật Quỳnh mời niệm từ, mà thấy niệm từ em ru, chắc có lẽ niệm từ không có được niệm từ không có được rảnh tay rồi.
Bạch Ngài, khi chúng con hồi hướng phước cho một người thân nào đó, chúng con chỉ cần hướng tâm đến người đó, hay phải nêu tên tuổi của một người đó, thưa Ngài. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn hay. Dạ, kính thưa chư quý vị. Thật sự người đó nếu mà họ sanh về ngạ quỷ, họ đâu còn cái tên đó, nó đâu mà nêu. Sanh cõi khác rồi. Mà thường thường đó là mình nghĩ tới cái những cái chúng nó có năm hạng người đó, quý vị coi trong bài kinh bên cạnh bức tường đó biết đó, có năm hạng người. Khi mình hồi hướng phước báo tới năm cái hạng đó thì hạng nào đó nó gần đó thì nó đều có khả năng nó nhận được hết à. Nhưng mà mình phải nói tiếng Bali, chứ còn nếu mà mình nói giống như mình là mình muốn nói tiếng gì nói thì nhiều khi họ không có biết đâu. Cái thứ hai đó, họ về sanh về cõi đó thì quý vị biết rồi, họ không còn nói được cái ngôn ngữ bình thường nữa. Đó, họ có ngôn ngữ của họ, nhưng mà mình nói tiếng Bali thì họ theo kinh điển thì họ nhận được. Thì mình nói tiếng Bali thì mình nói câu người đăng vô nhà tiên năng hổ tụ sức kỳ tài hổ tụ nhà tài vô đó. Khi mình nói cái đó thì mình phải suy nghĩ tới cái người mà mình muốn cho. Một trong năm hạng người mà mình muốn cho đó. Nếu một trong năm hạng người đó mà họ ở trong cái cõi ngạ quỷ đó thì nhận được trực tiếp. Còn nếu mà có ở trong những cái cõi gần ra họ có thể ấy thì họ nhận được bằng cách tùy hỷ phước báo thôi. Ví dụ họ sanh làm chư thiên mà ở chư thiên đọa xứ ở gần mình đó, thì khi mình hồi hướng thì họ biết họ là ai. Chứ còn nếu lúc đó họ sanh làm chư thiên họ đâu có biết. Mình chẳng biết họ tên gì đâu kêu họ. Đó, thì mình nghĩ tới họ là mình đọc cái câu đó. Mình muốn thường thường đó, có nhiều người ta dịch. Nhưng mình ta dịch sơ sơ thôi. Mình cho tất cả thân nhân, thân bằng nguyên thuộc đều được thọ hưởng thôi. Chứ họ đâu có dịch ra tên gì đâu. Mình quen cái kiểu theo tàu của mình đó. Lộ gì cho chúng tôi đi thì uống nước uống chung đất hay là trời chung nha. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát để Ngài dùng nước rồi Ngài trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Ồ, cái Thanh Hoàng biết không, Nhật Quỳnh cũng có một cái máy là cái nó bắt cái đường nét yếu lắm, nó cứ té hoài. Dạ, không biết tại sao nên là mà, dạ thì bởi vậy thành ra do cái máy nó bắt đường nét yếu, hay là cái đường nét ở chỗ Thanh Hoàng nó yếu quá, nó vô cái banh thóp nó vô không có nổi. Dạ, nó vô không có nổi, nó mình phải dùng rồi Thanh Hoàng chạy ra Facebook nghe. Dạ, thì mình phải đi một cái đường. Dạ, con kính dâng bích đến Ngài ạ. Thành ra thì mình chỉ nói Bali rồi, những người ta ở đó ta lãng giảng thì người ta gần đó thì người ta nhận trực tiếp hoặc là nhận theo cái loại tỷ phước báo. Ví dụ chỉ có ngạ quỷ thì mới nhận được trực tiếp thôi. Đó. Ví dụ như cái câu đó y đăng nô nha thiên năng hổ tụ sự ca tụ nha tại vô đó, thì trong sách cũng chỉ là nguyện cho phần phước này xin hồi hướng đến thân nhân thân bằng quý tụ đã quay bản cầu xin các vị đó nhận được và được ăn vui thôi, chứ đâu có nói tên này đâu. Bởi vì khi mình nhận như vậy đó, trong bài kinh bên ngoài bức tường á, tỷ lô của thả đó, thì nói có năm hạng người là có thể, nếu mà họ lãng giảng đó thì có thể nhận được năm hạng tất cả đó. Nhưng mà khi mình làm phước để mình hồi hướng tới phước báo đó, tới đây cái người mà mình muốn hồi hướng cho đó, thì tối thiểu cái người nhận nó phải là tám giới trở lên, chứ còn ở dưới cái đó thì cái phước nó có mà điều nó không có đủ năng lực, để tới cái người mình nhận. Đó. Thành ra quý vị nên nhớ là khi nào mình làm gì là phải làm cho nó đúng.
thì nó mới có đầy đủ năng lực. Còn nếu mà làm không đúng thì có phước thiệt, nhưng mà hồi hướng thì không có tới cái người mà mình muốn muốn hồi hướng cho. Đó là những cái chuyện mà quý vị nên ấy. Và khi mà quý vị hồi hướng, muốn hồi hướng khi quý vị làm phước xong là phải hồi hướng liền, chứ không có cái vụ mà để tối về thì nhớ tới là rồi mới hồi hướng, không được. Tại sao chúng tôi vừa ở đâu chúng tôi nói không được? Ngài vô Bình Sa đó, khi làm phước lần đầu tiên, làm phước xong rồi đó, thì không có hồi hướng. Thành ra tối đó là đám ngạ quỷ nó về, nó báo mộng gì ông chồng đó. Thì ổng mới sáng sau ra, ổng ngày hôm sau ông tới ông gặp Đức Phật, ông nói dù đó. Thì Đức Phật nói ngày mai ngươi trở về làm phước rồi hướng, chứ đâu có hồi hướng liền được. Nếu mà mình hồi hướng được rồi, mình có phước rồi, cái lúc đó mình hồi hướng là nó đâu có nhận được. Nếu mà hồi hướng được thì Đức Phật kêu hồi hướng liền chứ, chứ Đức Phật đâu biểu ngày mai trở lại, thấy không? Thành ra muốn hồi hướng cho là khi làm phải hồi hướng liền lúc đó. Mà hãy lỡ quên không có hồi hướng thì ngày mai làm tiếp. Chứ còn tối về rồi nhớ ra mới chực nhớ ra hồi hướng thì chúng sanh đó đầu lúc đó nó đâu có đó. Thí dụ quý vị thấy ông sư Nam Mô Minh Bát đứng trước nhà quý vị đang làm đó, nó để lát nữa tôi làm xong rồi tôi ra tôi dâng cho ông sư. Ông sư đứng ở chợ quý vị à, thấy không? Chờ xong chờ cho tôi quý vị sao được. Ông sư không có giờ giấc của ông ngạ quỷ thì nó ở cảnh giới nào nó có giờ giấc của nó chứ, làm sao mà ở đâu mà nó chờ được. Nếu quý vị nên nhớ những chuyện đó, làm cho nó đúng cái dở ra ngoài, chứ còn không phải là mình cứ nghĩ là à, ok cũng được, chút nữa mình sẽ hồi hướng. Không nên làm xong hồi hướng liền, mình nhớ vậy để cho chắc ăn. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú, con thành kính tri ân Ngài. Con thấy như cánh chim trời cũng đã sa thú kính tri ân Ngài. Nhục Quỳnh thấy Kim Nhung mới nói là có câu hỏi thì Kim Nhung đặt câu hỏi, trong khi Nhục Quỳnh thấy trong đạo tràng chưa có câu hỏi. Đã, để cho Nhục Quỳnh hỏi để đạo tràng không trống vắng nha Kim Nhung. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ bạch Ngài, theo cái câu trả lời của Ngài đó, con có một chút xíu thắc mắc đó. Là thí dụ như con cũng có nghe những cái trường hợp đó, nhiều người ta thí dụ người ta đi tập kết đi, người ta vào miền Nam này, người ta bị chết ở trong miền Nam này, nhưng mà gia đình ta ở ngoài Bắc. Rồi là một thời gian sau này người ta báo mộng với người nhà là vào chỗ đó, chỗ nọ, chỗ kia, rồi người ta nằm ở đó, người ta chỉ cái địa điểm như vậy. Thì bạch Ngài, nếu mà mình nói mình không có, ví dụ như cha mẹ con đi mà con không có nói cái tên ra, nhưng mà tại sao là những cái người đó, những người họ mất gì cả, nghe là 20-30 năm luôn á, dạ, mà họ báo mộng người nhà họ và đi vô tới chỗ đó thì khai quật lên là y như cái lời người ta tả. Như vậy thì như thế nào, bạch Ngài, Ngài giải thích cho con được hiểu hơn ạ. Và con thành kính tri ân Ngài. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch Chư Tôn Thầy Giá, kính thưa chư quý vị, cái đó chưa chắc là nó sự thật. Bởi vì thí dụ như bây giờ đó, cái người mà mất rồi đó, ví dụ xanh là Matula đi, họ có khả năng họ nhớ là tiền kiếp bởi vì quá xanh mà. Rồi họ về họ báo mộng cho mình, họ là muốn cho mình thấy với cái gì? Thấy với cái hình dạng mới của hay hình dạng cũ, thấy không? Anh đã có những cái chuyện như cái đồng đồn hay là cái gì đó mình không biết. Còn về cái chuyện mà dù người đó nghĩ như thế nào đó, có thể là nó trùng hợp cái gì đó, họ không có kể hết, mình không có dựa vào đó để mình có thể mình quán xét được. Muốn phải biết chắc chắn cái người đó, mình hỏi một số cái chi tiết để mình biết cái đó đúng hay không đúng, hay là nó như thế nào thì ấy. Chứ bây giờ mình nói là nằm mộng thấy người đã quá vãng, người đó từ quá vãng rồi, họ tới với mình, họ tới với cái tư cách gì?
À, cái hình ảnh người người mới chết hay là tới với cái thân hình ngạ quỷ của họ, thấy không? Đây có những cái chuyện mà nghĩa là rất là khó, không giải thích được thì ban á tin cho mình tin, nghĩ không? Nghĩa là hồi xưa sư có nghe một một người cũng nói kiểu đó đó. Đứa con chết thì cái bà đó đó, bà không, bà đi tìm mà bà không có biết. Đứa nhỏ đó nó cái thằng cha đó nó thấy chừng bà đi ra, bà đi vòng vòng rồi đó, cái bà trở lại bà nói có nhiều người nói là con bà chết rồi, chôn trong cái đám chỗ đó vậy vậy. Bà đi trở lại bà dậm 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 đó thì cũng thấy vậy. Nhưng mà mấy bữa sau đó bà nằm bà nghe nghe giống như có ai nói là mẹ giọng tên cái đó là cái mã của con á, thì chỉ nói vậy thôi chứ nó không có báo mộng vậy đó. Bà nằm bà ngủ mơ mơ mà bà nghe vậy thôi, nhưng mà bà ra đó bà đào thì bà thấy có cái thẻ bài đó. Thì bây giờ cái đó còn đáng tin hơn là cái chuyện đó là báo mộng để biết đây ra đó tìm, nên nó khi báo mộng ra tìm thì chúng tôi không có đấy. Nhưng mà còn nói cái chuyện mà nằm mơ mơ mà nghe nghe tiếng vậy đó thì có thể là có nhiều trường hợp lắm, không có thể là ông đó ông sanh làm chư thiên đọa xứ rồi rồi này kia ông trùng này, có thể có cái khả năng làm ở đó. Nhưng mà nó thật sự với ngạ quỷ thì nó không có khả năng đó, nó hiện ra cho mình thấy nhưng mà thấy với tư cách rất ghê rợn, chứ làm sao mà thấy với cái người mà mới chết từ cách đó mấy tháng, không thành ra không có được biết chi tiết rõ ràng thì mình không vừa tin không vừa bỏ để mình coi thôi, chứ còn nói nó phải vậy vậy thì chúng tôi miễn bàn. Nam mô Bát. Con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con xin kính đảnh lễ Sư Chi Đức, và con xin kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, và con xin kính chào đạo tràng. Thưa Ngài, con muốn hỏi Ngài về đạo lộ, về Abhidhamma, về về chính lộ tâm. Trong cái lộ tâm á, thì nó có cảnh lớn, cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Thì ý con muốn hỏi Ngài là cái lộ trình tâm mà cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ đó, thì nó không có cái động lực để mà nó tạo tác những cái ác hay thiện. Thì con hỏi Ngài, nếu mà những người mà nó sắp ra đi đó, họ họ bắt buộc phải thấy là cảnh lớn hay cảnh rất lớn, hay là cũng có thể họ thấy cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ? Nếu mà họ thấy cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ thì không có động lực để tạo nghiệp, thì họ đi về hướng nào vậy Ngài? Thì xin Ngài giải thích cho con ạ. Con cảm ơn ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái người sắp chết nó có hai loại, cái loại là nghe còn mà khoảng nửa tiếng hay là một tiếng mà chết, và cái người thứ hai là nghĩa là một hai lộ trình tâm tới lộ cận tử là đi liền. Thì cái người mà có lộ cận tử thì không bao giờ mà có cảnh dài, cảnh ngắn, cảnh nhỏ, cảnh lớn gì đó, bởi vì cái cảnh đó là cảnh của nghiệp. Lậu cận tử nó có ba cảnh nghiệp là kamma aramana, kamma nimitta aramana với khả thị nimitta aramana. Thì cảnh của nghiệp thì không có lớn nhỏ vậy đó, bởi vì cái lộ trình tâm lúc đó nó chỉ có năm động tốc mà thôi, không có lớn nhỏ vậy đó. Còn cái người khoảng nửa tiếng nữa mới mới mới, mới chết đó, thì ít nhất cái lộ đó còn cảnh lớn cảnh nhỏ được, mình nhớ chuyện gì mình nhớ. Người thì cảnh lớn cũng được, cảnh nhỏ cũng được, chứ chuyện đó bình thường thôi, bởi nó phát sinh giống như bình thường vậy đó, chứ không có phải ấy. Nghĩa là lộ lớn thì có động tốc, có lộ hoặc lộ mấy là tức là cái tâm mình yếu quá thì nó không xuống động tốc được, thì nó lên cái nó do nó đụng một hai cái tâm của phá quan khá rồi vô cái
khai với môn cái là cái nó xuống thục 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 cái là nó qua lộ khác liền. Còn nếu mà còn vẫn còn đủ tỉnh là vẫn có thể cảnh lớn cảnh nhỏ đàng hoàng, nhưng mà cái lộ căn tử thì không có cảnh lớn cảnh nhỏ, bởi vì lộ đó là cảnh của nghiệp. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con căn ngà và con xuống mít nhường cho những gì kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ Nhật Quỳnh thấy bàn tay của Kim Nhung mà không thấy Kim Nhung mà đọc câu hỏi. Dạ Nhật Quỳnh xin phép được đọc câu hỏi ạ. Kính thưa sư, những người khuất mặt đã quá vãng mà các nhà ngoại cảm hay các thầy pháp huyền học thấy được, giao tiếp được, có thể nào đó là chư thiên dục giới hay phạm thiên sắc giới được không? Hay họ chỉ có thể thấy được những loại chúng sanh ngạ quỷ mà thôi? Nam mô Bụt Tha Giá và con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, nếu mà cái người mà đắc thiền đó nào gần chết thì có thể thấy được nhiều chuyện, nhưng mà cái người mà đã quá vãng hoặc là mà các nhà ngoại cảm thấy đó, chúng tôi không có nghĩ là đúng 100% giống như họ diễn tả đâu á, diễn tả đâu. Nhưng mà những cái nhà ngoại cảm đó, họ có thể là họ có một cái số cái giống như cái năng lực phát sanh doanh nghiệp đó. Ví dụ như kiếp trước làm gì đó, kiếp này năng lực phát sanh doanh nghiệp thì nó chỉ thấy một hai chuyện thôi chứ làm sao thấy hết được. Giống như tại sao mà có năng lực chúng tôi nó phát sinh nhân nghiệp, bởi vì thấy người lớn hay đứa nhỏ hay những đứa nó sinh ra đó mấy tháng sau nó nhớ một số chuyện gì đó, họ nhìn mặt nó biết người đó là ai, nhưng mà nó không có lâu không có lâu. Còn cái nhà ngoại cảm có thể là nó thấy lâu hơn là tại sao? Tại vì có thể là nó có một cái chúng sanh cõi âm á, nó đang giảng theo để nó cho một số cái điều kiện vậy đó. Nhưng thực sự nhà ngoại cảm thông thường không thấy được, không thấy vậy đó. Thành ra quý vị để cái nhà ngoại cảm nổi tiếng về tại sao thất nghiệp 100 chuyện, túng chuyện hai chuyện đó, chuyện hai chuyện đó có thể có sự tiếp sức của những cái chúng sanh giống như chúng tôi nói đó. Thành ở cõi điều chư thiên đại sứ chẳng hạn, mà thuộc loại tà kiến muốn dựa vào mình để giúp làm gì, hay là muốn làm gì không biết mà nó cho mình thấy vậy đó. Chứ đâu phải lúc nào người ấy là không nó gì nhà ngoài cảm mình đi tùm lum tùm la, nhiều khi trúng một hai cái, nhiều khi mình tới chừng mình đào rồi siêu đâu có đi giúp ích gì được đâu, phải không? Thành ra cái chuyện đó chúng tôi không có nghiên cứu nhiều, tôi không biết, nhưng mà dựa vào những cái liên quan cảnh giới cõi đầu này kia của tâm sở di sắc là mình thể mình hiểu được một số chuyện, nhưng mà nói ra nó mít lòng thôi. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính đỉnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đỉnh lễ sư Liễu Tông, con kính đỉnh lễ sư Pháp Trang, con kính đỉnh lễ quý cô tu nữ cùng các anh chị trong đạo tràng. Dạ thưa sư, khi con đọc bài kinh Đại Duyên ở trong trường bộ đó thưa sư, con có khúc này con chưa hiểu á. Lúc mà Đức Phật dạy Đại Đức Ananda, này Ananda, như vậy do duyên danh sắc thức sanh, rồi lại do duyên thức danh sắc sanh, rồi lại do duyên danh sắc xúc sanh. Nhưng mà khi con học về 12 nhân duyên thì con lại thấy là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục sáu xứ, thì con không hiểu cái chỗ này là do duyên thức danh sắc sanh, rồi lại do duyên danh sắc xúc sanh, với lại cái phần mà 12 nhân duyên là do danh sắc duyên sáu xứ, thì con thấy chỗ này con chưa hiểu,
Con kính nhờ sư giúp đỡ giải thích giúp con ạ. Dạ, con kính tri ân sư, con xin xuống mic ạ. Kính mời quý đạo hữu tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kinh bạch chư tôn hiện dạ kính thưa quý vị. Như vậy nên nhớ điều đó. Khi mình học cái tóm tắt á, học mình cái đọc vô minh duyên hành hành duyên tức tức duyên duyên sắc, duyên sắc sẽ lục nhập nên mình đọc được đó. Nhưng mà nó không phải vậy. Mình học để mình nhớ 12 cái chi của một cái pháp mà nó có liên hệ nhà thôi. Nhưng mà khi mà quý vị học thật sự mà 12 là duyên khởi đó, thì quý học từng tâm chứ không phải là bao nhiêu chi một cái, ví dụ như cái tâm tham. Thì trong tâm tham quý vị coi nó có những cái chi pháp nào liên quan tới 12 cái chuyện kia nó vô. Vô minh duyên hành có hay không? Đó. Thì trong tâm tham nó có vô minh. Thì họ nói duyên hành là hành, hành là tâm sở tư. Thì trong cái tâm tham thứ nhất á, nó có tâm sở tư không? Đó. Nó nhiều chuyện đó. Ở cái tâm sở đó nó có sanh. Nó phải dựa vào đâu? Riêng cái tâm đó thôi, nó phát sanh thì nó phải dựa vào cái từng hạt thể giáo hóa thụ. Tức là sắc y vật đó. Đó. Thì những cái đó nó nằm một chỗ, thành ra nó có thể cái này làm duyên cho cái kia, đi theo chiều xuôi cũng có, theo ngựa cũng có, chứ đâu phải là lúc nào nó phải đi theo chiều xuôi vậy. Quý vị nên nhớ nhân quả trong duyên hệ, nhân quả trong duyên khởi đó, thì nhân đồng sanh với quả không có, nhân sanh trước quả không có. Nhưng mà nếu mà trong duyên hệ đó, nhân đồng sanh với quả không có, nhân sanh trước quả không có, nhân sanh sau quả cũng có. Thành ra cái chuyện danh thức dương danh sắc hoặc ngược lại danh sắc xương thức vẫn không có gì là ngạc nhiên, nhưng mà biết nó nằm chỗ nào mà thôi. Nghe không? Chứ mình đừng nghĩ lúc nào nó phải vô minh duyên hành là nhớ, không phải. Nó chỉ có ở trong một cái tâm mà thôi. Thành ra trong cái tâm bất thiện nó khác, mà trong cái tâm quả nó khác. Ví dụ như cái tâm quả là cái tâm nhận thức đi, nó có bảy tâm sở đi theo, thì bảy tâm sở đó nếu mà tính duyên hệ đó, vô minh không có, nghe không? Thì bảy cái đó là cái gì, thì nó chỉ có lận vận, nó có bảy tám chuyện để nói thôi, chứ không phải 12 chuyện giống như là trên cái tâm tham hay là trong cái tâm duy tác như vậy. Nó ít lắm, nó ít lại, chứ nó không có đủ 12. Chứ gì nhớ chuyện đó, nó muốn ấy đó là phải nghiên cứu từng tận, chứ không phải, chứ không có cái vụ giống như mình nói vô minh duyên hành này, thức đọc tới luôn rồi hoặc đọc ngược lại cái chiều đập, nghĩa là không bao giờ hiểu được cái duyên hệ đó. Nam mô Thầy ạ. Dạ, con kính tri ân sư. À, dạ, thưa sư, như vậy có nghĩa là mình tính từng tâm trong cái chuỗi duyên hệ đó, cho duyên sinh đó, phải không thưa sư? Dạ, con hiểu là như vậy, có phải đúng như vậy không thưa sư? Nam mô Bồ Tát, dạ kinh bạch chư tôn, hay dạ kính thưa chư vị. Tôi nói rồi, khi nào mà đồng sinh thì tính trong vòng một tâm mà thôi. Còn nếu mà tính cái chuyện nhân sinh trước thì mới tính hai tâm ba tâm được, nhưng mà không có nhiều hơn được, bởi tâm nó sanh diệt, nó đâu có ở đó, nó chờ cho mình. Nó ví dụ như mình học lộ tâm cái gì đó, mình vẽ liên tục liên tục mười mấy cái vòng tròn, không có chỗ nào mà cái tâm nó phát sanh lần mười mấy vòng tròn, nó chỉ ra một vòng tròn nó diệt rồi nó mất cái vòng tròn khác nó mới phát sanh. Thành ra mình học duyên hệ duyên khởi gì mình phải nên nhớ cái chỗ đó. Mình phải biết bao nhiêu cái tâm sở đi theo những tâm sở đó, nó gọi là chi pháp của duyên hệ hay duyên khởi hay không, ví dụ vậy đó, thì mình mới biết nó là cái gì. Nó không có đơn giản như mình tưởng đâu. Một cái tâm mà thí dụ như cái tâm nhận thức nó phát sanh, nó cần 100 mấy chục cái duyên trong đó, chứ không phải giỡn đâu, thì nó mới phát sanh được, chứ không phải một hai duyên giống như mình đọc là có 12 duyên, là cái không phải. Nó nhiều chuyện lắm quý vị, mà quý vị học lên tới trung cấp được học cái đó thì nó nhiều chuyện lắm. Nam mô Bổn Thầy á.
Dạ, con tri ân sư ạ. Dạ, thưa sư, có một câu hỏi của Phật tử Lụa Hạ. Dạ, thưa sư, chữ Bun Nhá, chữ này có nghĩa gì ạ, thưa sư? Dạ, kính nhờ sư giải thích giúp Phật tử Lụa Hạ. Hồi Nam Mô Bụt Thầy, dạ, kính bạch chư tôn hành giả, cô chỉnh ngay cái âm thanh lớn lớn giúp sư nghe không được, không rõ cái câu vừa rồi. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ thưa sư, con thấy câu hỏi của Phật tử Lửa Hạ, cái chữ Bun Nhá, chữ này có nghĩa gì ạ? Dạ thưa sư, nhờ kính nhờ sư giải thích giúp. Nam Mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hành giả, kính thưa chư quý vị. Thầy viết nó không đúng chữ Bali, không biết chữ này chữ Bun Nhá, chữ Bun Nhá, nếu chữ Bun Nhá nó là phước. Đó. Còn chữ Bun Ná nó là khác nữa, nó còn... mà nhờ quý vị đừng hỏi riêng từng chữ, đừng hỏi chữ đó phải biết nở trong cái câu Bali như thế nào, chứ còn hỏi về nhiều khi trả lời nó chặt luôn. Bởi vì cái chữ mà nó khó nhất là chữ Bali chứ không phải là dễ đâu. Phải biết nó như thế nào, còn hỏi chữ như vậy thôi chịu. Nếu để cho Bun Nhá thì còn biết cái dịch là phước được, chứ còn nhiều khi mà phước cũng chưa chắc là nó chính xác trong một số chuyện. Thành ra phải biết cái chữ đó nằm đâu rồi viết, nếu mà viết được như cái tu học Phật pháp mà đánh cho Bun Nhá vậy đó thì là phước đó, là vậy. Còn chỗ khác không có đâu. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, và con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con xin kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, và con xin kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, và con xin kính chào Đạo Tràng. Thưa Ngài, nãy Ngài nói con cũng có một hơi thắc mắc, con muốn Ngài trả lời rõ cho con, để con được hiểu thêm là Ngài nói là lúc mà cận tử chết thì nó có 5 cái động tốc. Con học theo lộ trình tâm thì nó có 7 cái động tốc, như là sát na một, và là cái sát na mà cho quả ngay trong kiếp hiện tại, và sát na thứ 7 là cho chỉ cho quả kiếp tới, tức là sanh báo nghiệp. Vậy còn sát na thứ 2, thứ 6 là nó có những cái cho những cái nghiệp mà cho đến khi đến niết bàn. Thì con không hiểu là Ngài có thể giải thích cho con là tại sao mà lúc mình cận tử mà mình chỉ có 5 cái động tốc, và 5 động tốc đó là 5 động tốc nào, như thế nào, xin Ngài giải thích cho con tại sao là không có 7 cái động tốc. Và con xin cảm ơn Ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thời bình nhất thì cái tâm nó phát sanh, nó đầy đủ điều kiện để nó phát sanh liên tục. Còn cái lộ cần tử là lúc đó là nó phát sanh, nó dựa theo cái sắc pháp của nó. Bởi vì cái cuối cùng của lộ thứ 5 là tới chơi tới trụ tị như vậy đó, là cái sắc pháp nó có chỉ còn 2 sát na nữa là nó mất luôn, 2 sát na tâm nữa. Nên nhớ đó, từ cái tâm tử đếm ngược lại 17 sát na là lộ cần tử, thì lộ cần tử không thể nào qua được cái số đó cả. Đó, 17 sát na mà quý vị có tính thì quý vị biết. Đó. Mình phải tính nhiều chuyện, chứ còn nếu mình nói giống như bình thường được, bình thường cái lộ cần tử nó chưa ấy, mà nó chưa ấy thì mình thì không biết, nhưng mà những cái tâm nó phát sanh với nhau, nó phải dựa vào chỗ nào để nó biết, cho nó biết cái này là không thể đi quá cái kia được. Đó. Nhưng mà mình muốn biết thì phải đi tính ngược. Tính ngược từ cái sát na tử là sát na thứ 17. Tới chỗ ngay chỗ đó là tất cả sát nghiệp đều diệt hết, mà sát nghiệp diệt thì những cái tâm nào nó đi tới đó nó cũng phải diệt theo, chứ làm sao nó dư được cái đó được. Nên là mỗi cái nó đều có cái công năng, cái chức vụ riêng của nó. Mình đừng có dựa vào một cái lỗ mà ở vào thời bình nhất, mà mình nói là tại sao 7 sinh na nó về về trong khi mới lỗ tử không thể nào 7 sinh na được. Ngay cái lỗ tái tục như vậy cũng chỉ có 5 sinh na mà thôi.
Lộ kinh ra cũng vậy, năm sát na thôi. Bởi vì lúc đó cái thể sắc thần kinh ý nó rất là yếu, nó không thể nào để cho người ta dựa vào để mấy tâm dựa vào để làm chuyện lâu dài được. Nó nhiều chuyện lắm chứ không phải nó dễ giống như mình nghĩ đâu. Thành ra nó nhớ đó, thời bình nhật thì nó có thể 7 sát na, 6 sát na cũng được, bởi vì nó có đối tượng dài, đối tượng ngắn. Nhưng mà lộ cận tử nó chưa có đối tượng, là đối tượng của nghiệp thôi, thì làm sao mà nó cần sát na nhiều hay sát na ít được. Đó. Nam mô Bích Thầy giá. Sa thu, sa thu, sa thu, con kính tri ân ngài và con xin xuống nhường mic cho những gì kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ạ. Con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Lúc nãy ngài giảng cái câu hỏi về hồi hướng phước ấy, nhưng cái máy con nó cứ ra vào hoài, con không hỏi luôn được, thì bây giờ con vào được, con xin hỏi lại ạ. Thưa ngài rằng là ngài nói rằng nếu mà đi làm phước thì phải hồi hướng ngay, ví dụ như chúng con đi làm lễ trai tăng hay chúng con đi cúng dường, chúng con làm cái gì tự thân thì có thể là chúng con hồi hướng ngay được ạ. Nhưng ví dụ là con nghe những cái câu chuyện ở xa mà chúng con bảo là hồn cho tớ chừng này, hoặc là ở nước ngoài hồn cho tớ chừng này, nhưng những cái vị, những người bạn của con đi làm thì không biết là làm lúc nào, hoặc là sau này đăng lên Facebook thì lúc đó thì chúng con mới biết. Thì thưa sư, mà lúc đó con cũng chưa gửi tiền ngay, con chưa gửi tịnh tài ngay, đến lúc sau rồi thì con mới chuyển. Thì thưa ngài là vậy, là con muốn được hợp thời thì con hồi hướng lúc nào ạ? Con kính tri ân ngài ạ, con xin xuống mic ạ. Dạ thưa ngài. Nam mô Bố Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn ngài, dạ kính thưa quý vị, mình chưa gửi tiền thì mình có phước đâu mình đi hồi hướng rồi gì nữa. Thấy không, mình muốn hồi hướng là phải có phước rồi chứ. Thường thường mình làm phước tận tay thì mình nhớ đó mình hồi hướng. Còn bây giờ đó, nói thật sự đâu mà hướng chung chung, người ta có thể có được, có thể nhận được, có thể không nhận được. Cái chuyện đó thường đa số mình hay làm đó, mình gửi cho người ta, rồi mình cứ mình hãy người ta thông báo rồi sau làm phước ngày đó, rồi cái mình hồi hướng. Chắc gì mấy cái người mà mình muốn cho phước họ, họ cần có ở đó để mình cho, thấy không? Chúng tôi mới thí dụ ông sư đó, ông đi từ bình giờ đó mà thôi, mình thấy không, mình nói để chờ chút, nội chờ chút không hồi mình ra thì ông sư cũng đi chứ, ở đó ông đứng ở đó ông chờ quý vị à, phải không? Thì cái chúng sanh kia cái thời gian nó cũng có, nó thấy khi mà nó thấy cái người mà thân nhân của nó làm phước thì nó lãng giảng đó, để nó mong chờ. Quý vị đọc trong bài kinh bên ngoài bức tường quý vị sẽ thấy à, thấy là thân nhân trong nhà ở ngoài đường đó, cái lúc mà thân nhân làm phước thì nó biết, nó mới nó có cái những cái mình gọi giống như là cái gì mình cũng có, mình muốn có những cái có gì mình đều có thể mình biết, hình như vậy vậy đó, là nó cũng có cái đó. Nó đó là nó, mình khi thấy thân nhân làm phước là nó hiện ra, nó bên ngoài bức tường hay ngoài đường gì ông chùm mà gần ở giảng đó. Ví dụ rồi cái lúc đó mình không có hồi hướng thì làm sao lúc khác mình hồi hướng, nó đâu ở đó, đâu có chờ với mình, phải không? Còn giờ mình đi gửi người ta, biết người ta làm phước lúc nào để có phước mới ấy được chứ. Làm phước vô coi cái năm chi của làm phước, làm phước của bậc chân nhân đó là phải làm phước chính tay mình, làm phước tay mình làm phước. Còn mình chia là mình có thể mình làm phước mình hùng, hay là mình những cái gì khác đó là mình phải dựa vào một số cái điều kiện khác chứ mình nói vậy không có được. Ví dụ bây giờ mình muốn nghe nói ông sư ở đó rồi mình muốn giúp ổng thì mình cứ gửi giúp, rồi cái hồi của mình nó tới có tới đó không, rồi cái chuyện của cái phước của mình với người đó, chứ làm sao mình chắc chắn là hãy mình hồi hướng là người ta nhận được. Nên nhớ cái ngạ quỷ mà là thân nhân vô bình thế dương đó, lang thang làm người quỷ tây 91 kiếp trái đất, chứ đâu phải dễ đâu,
anh ta muốn làm phước làm tận tay bây giờ đó. Mình ở xứ nào có chùa thì cứ làm phước cái đó cho chắc ăn. Tới ngày nào nghỉ ngày gì mà bước, còn không à, mình nói mình ở Việt Nam muốn về Việt Nam thì lâu lâu mình về có dịp thì mình làm bước. Còn cái chuyện mình gửi đi đó rồi mình nói mình hồi hướng báo cái chuyện nó tới hay không, cái chuyện đó còn tùy theo nhiều điều kiện lắm chứ không phải không đó. Mình muốn chắc ăn thì phải làm bước tận tay là chắc ăn hơn. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ. Con kính tri ân câu trả lời của sư ạ. Dạ, con thấy câu trả lời này nó cũng rất là hay. Tại vì con thì có điều kiện làm phước và cũng có nhiều Phật tử cũng nhờ qua con để hồn phước tới một cái nơi chùa hoặc là tới một cái địa điểm nào mà cần làm phước. Thì theo con nghĩ thì như vậy là ngoài cái việc mà mình hồi hướng phước cho đến người thân của mình thì mình cũng thực hiện cái tâm bố thí mình cho cái tâm mình nó rộng rãi, thì cái đó thì là cái chính, hay là cái mình làm phước rồi mình hồi hướng phước là chính, hay là cả hai cái? Dạ, con kính nhờ sư giúp đỡ con ạ. Dạ, kính mời các Phật tử kế tiếp. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, làm phước, có phước rồi mình cho người cho mình là cái chuyện quan trọng, không? Còn nếu mình không làm phước thì mình có gì đâu để mình cho người hoặc cho mình được. Cho người tức là hồi hướng, mà cho mình tức là mình nguyện, mình hướng dẫn cái phước đó đi như thế nào đó. Thành ra nếu mà mình biết cách thì cái phước đó nó có năng lực, nó giúp mình cái những cái quả mà nó phát sanh, nó có thể nó không có phi thời. Còn nếu mà làm hướng mình không biết cho người hay cho mình thì cái quả phi thời là quả rất là nhiều mà phi thời. Tại sao gọi là phi thời? Cái lúc mà mình giàu có thì mình cái lâu lâu trúng lottery, lâu lâu trúng lottery nóng nhiều một cái trúng hoài đó. Thì nó mình đâu có khe, mình đâu cần mấy cái đó. Trong khi mình nghèo đói thế mà mình đi xin cũng không có ăn, thấy không? Nên thường thường cho người và cho mình, cái đó là chuyện quan trọng. Chứ còn nếu mà mình làm phước rồi thôi mà kệ nó, muốn có cho quả cho không cho thôi, thì làm phước để làm gì? Làm phước cũng phải lựa chọn chứ không phải muốn làm sao làm. Bởi vì làm phước đó mình dựa vào một số điều kiện để mình biết cái quả nó như thế nào. Thì khi mình làm phước mà cái quả nó không có không chừng. Đó là nhiều chuyện lắm chứ không phải quý vị vô trong ông bác Google đó quý vị đánh cái chữ là 10 phương pháp tạo phước để nhớ, để họ liệt kê ra cho quý vị rồi do đó mà học để biết lúc nào mình nên làm phước, làm như thế nào để mình mới có cơ hội mình làm được nhiều chuyện hơn. Chứ còn nếu không tới lúc mình muốn làm phước thì mình thiếu cái này không có cái kia thì cũng như không, mà tới chừng mình muốn có mình có này có cái kia rồi cái mình lại keo kiệt bỏng sẻn. Trong kinh thiếu gì, những cái ông mà keo kiệt bỏng sẻn thiếu gì có tiền mà đâu có dám làm phước làm gì đâu. Còn có những người muốn làm phước mà không có tiền, không có bạc, không có gì hết. Đó là tùy theo cái điều kiện mình đã làm mà mình không có biết cho ra. Cho phải cho đúng cách thì cái quả đàn hồi nó mới tới mình được, chứ còn nếu không nè nhiều khi nó tới nhưng mình tới phi thời. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, thưa sư, có câu hỏi của Phật tử Lửa Hạ. Dạ, câu hỏi đó là phóng dật trong Phật pháp có gì trở ngại cho tu Phật không ạ? Dạ, con kính thưa sư, con kính nhờ sư giải thích giúp Phật tử Lửa Hạ. Nam mô Bích Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, phóng dật là thiếu niệm, mà từ từ thiếu niệm là áo pháp này vô này dễ thì không trở ngại cho được. Đó. Nhớ mình làm gì không có niệm thì đừng nghĩ chuyện gì khác đó. Bởi không có niệm là 12, một trong 12 tâm trên nó tới nó què quậy mình hoài. Đó. Còn nếu mình có niệm thì tối thiểu mình còn được 4 chuyện, tức là Maha Kusala, tức là đại thiện ly trí,
ít nhất nó cũng có niệm. Còn nếu mình thất niệm là 12 tâm trên nó xuống, nó kính chuyện mình đã chắc chắn rồi. Thành ra thất niệm thì khỏi làm được gì đó. Bởi vì tâm nó luôn luôn có ác pháp. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Chúng con hành kính tri ân Ngài. Cảm ơn Kim Nhung đã làm thị giả cho Ngài. Dạ, bạch Ngài, con thấy con hồi nãy con không coi trước máy. Nhưng mà con khi con trở lại máy, con thấy có câu hỏi của tu học Phật Pháp. Dạ, không, à, tu học Phật Pháp bớt lên rồi. Dạ, cảm ơn tu học Phật Pháp Nhật Quỳnh. Thấy câu hỏi Nhật Quỳnh giữ ở đây. Và câu hỏi này trước câu hỏi của Lửa Hạ. Dạ, cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, con xin được đọc câu hỏi của tu học Phật Pháp. Kính thưa sư, sư có dạy chữ niệm Sati trong tứ niệm xứ hay niệm trong các phẩm trợ đạo, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi không phải là chánh niệm mà Sati trong bát kích đạo, nhưng trong tương ưng niệm xứ thì Đức Phật có trả lời thế nào là chánh niệm? Thì chính là quán thân, thọ, tâm, pháp trong tứ niệm xứ là chánh niệm. Vậy ở đây nên hiểu như thế nào thưa sư? Nam mô Bổn Thầy, giá con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy, giá kính bạch chư tôn hàng giả. Kính thưa chị quý vị, coi trong tư tư niệm xứ nó có 51 bài kinh. Thì cái bài kinh mà liên quan tới nói cái này là chánh niệm đó Phật. Coi bài kinh nó nói tới cái chuyện gì. Chứ còn mình không coi bài kinh mình nói tới chuyện là chưa chắc. Bởi vì cái chánh niệm nó có cái năng lực của nó. Thì vậy chúng tôi nói trong mấy cái kia không phải là tại do cái chữ mà họ xài á. Trong ba bảy phẩm trợ đạo đó là nó đi hàng dọc và tên tới đó thường thường mà dùng cái sấm ma sa thị. Nhưng mà có một số chuyện là chú giải nói cái chữ niệm cho đó nó đồng nghĩa với chữ chánh niệm, thành ra mình mới coi trong tương năm trước 51 cái bài kinh đó liên quan tới những cái gì và cái câu hỏi này nó liên quan trong cái. Thí dụ thân thọ tâm pháp nữa, mà thân thọ loại nào, thân loại nào, thọ nào, tâm loại nào, pháp loại nào. Chứ nếu mà không có ấy thì không có mình kết luận là chánh niệm có chừng là nó hơi quá. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, dạ con đã thấy tu học Phật Pháp tri ân Ngài rồi và con thấy câu hỏi tiếp theo của Lửa Hạ Nguyên Trang về rồi. Và cảm ơn Kim Nhung, Nguyên Trang. Nếu được thì tiếp tục nghe Nguyên Trang nha. Kim Nhung đã giúp trả đạo tràng nhưng mà hình như máy của Kim Nhung có một chút trục trặc. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, giá con xin đọc câu hỏi của Lứa Hạ. Kính bạch Ngài, làm thế nào để được tâm không còn phóng dật? Dạ, Nam mô Bổn Thầy, giá con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy, giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Muốn cho tâm không còn muốn vật thì hành tứ niệm xứ. Nghiên cứu về kinh tứ niệm xứ cho nó rõ ràng rồi hành cái tứ niệm xứ. Lúc nào mà cái tâm nó cũng ở trong một trong những cái đối tượng trong bài kinh tứ niệm xứ thì chắc chắn là làm sao mà thất niệm được. Thấy không? Chứ còn hỏi gì nữa. Ráng hành tứ niệm xứ đi. Thì sẽ không còn thất niệm nữa. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, dạ Nhật Quỳnh thấy bàn tay của niệm từ mà niệm từ và dạ, tu học Phật Pháp chạy chút xíu ạ. Dạ, Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam mô Tham Ma. Dạ, Nam mô Sang Ca. Dạ, con kính đảnh lễ sư Lị Tông, con kính lễ sư Trí Đức và con kính lễ sư Pháp Trang và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn sư Sinh Kinh Dung cho biết năm thân rõ và bạch ngài. Làm sao để mà mình biết được một người bệnh hay một người thân mình đó là họ đang ở trong lộ cận tử thưa ngài? Thì làm sao mình đâu biết được là trong nửa tiếng hay là bao nhiêu phút người thân mình mất. Thì làm sao mình nhận thức được cái lộ cận tử của cái người đó và
như thế nào? Dạ, con mong Ngài giải thích cho chúng con hiểu rõ thêm ạ. Nam mô Bụt Tha, dạ con xin dâng mít đến cho Ngài ạ. Nam mô Bụt Tha, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, chúng tôi không biết. Nhưng mà muốn biết được cái đó thì phải hành thiền tới đắc tha tâm thông. Biết tâm của người khác thì mai ra. Chứ còn bây giờ hỏi cái đó là thôi chứ cũng như không. hỏi kiểu đó. Chúng tôi cũng là phàm nhân 101% giống như quý vị. Thiền cũng đắc cái gì cũng đắc hết. Từng đó có thần thông. Hay là cái đó không biết đâu. Nhưng mà quý vị muốn biết thì cái luyện thần thông đi ha. Luyện thần thông đắc tới bên năm thiền sát giới, bốn thiền vô sát là cái luyện thần thông. Khi nào mà đắc được cái tha tâm thông, biết lòng người khác thì mai ra có thể nhận dạng ra nó. Nam mô Bụt Tha, dạ. Dạ sa thủ, con đã thấy niệm từ sa thủ rồi. Dạ kính tri ân Ngài. Dạ con thành kính lãnh lễ đại đức Vô Thí Chitta vừa vào đạo tràng. Dạ con xin phót lại cái câu của mời Nguyên Trang. Em nhục Quỳnh đọc xong rồi mời Nguyên Trang nha. Kính thưa sư, phóng sanh không có trong 10 thiện nghiệp, phải chăng phóng sanh là hạnh tâm từ trong 10 ba la mật? Trong chánh tạng có bài kinh nào dạy cách phóng sanh thế nào là đúng pháp hay không thưa sư? Nam mô Bụt Tha, giá và con kính nhân mít đến Ngài. Mời Nguyên Trang tiếp tục nha. Nam mô Bụt Tha, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nghĩa là quý vị giữ giới, tức là quý vị đã làm cái chuyện đó mà tại quý vị không biết thôi. Tại sao giữ ngũ giới là gì? Không? Bởi vì bố thí đó, thì nó là cái pháp đó, nó có nhiều chuyện nhưng mà không có rõ ràng bằng giữ giới. Ví dụ giữ cái giới, quý vị giữ cái giới đầu tiên đó, tức là không sát sanh, tức là quý vị đã phóng sanh rồi, tức là bố thí mạng sống cho chúng sanh khác, thì không gọi là không thể gọi là phóng sanh, chứ gọi là gì? Thành ra nó liên quan qua cái những cái chi pháp, chứ mình nếu mà không học chi pháp thì mình không có thấy. À, nghĩa là 10 cái thiện nghiệp rồi bây giờ nó cũng nằm trong những cái thiện pháp, những cái gì mà liên quan tới thiện pháp thì nó nằm trong 10 thiện nghiệp, nếu mình nói về phương diện nghiệp. Còn nếu mình nói về cái phương diện khác thì nó cũng phải dính vô đó hết, bởi vì trong phóng sanh là một thiện nghiệp. À, thành ra mình phóng sanh nó mình nói mình bố thí thì nó cũng là phóng sanh, bởi vì bố thí tức là mình phóng sanh, tức là mình tha mạng sống người khác. Một khi mình giữ giới nó còn pháp đại thí, tức là mình cũng tha mạng sống cho chúng sanh khác, gì đâu nó dính dấp nhau hết á. À, còn trong chánh tạng thường thường đó, cái này thì chúng tôi không có rõ lại kinh nào, nhưng mà thường thường đó, khi mà chú giải hoặc giải thích thì cũng lấy ra một số phần trong chánh tạng, nhưng mà nhiều khi mình đọc mình không có để ý thôi chứ. À, đó. Thành ra thường thường cái cách phóng sanh mà đúng cách đó, tức là khi cái chúng sanh đó mà nó nằm trong cái dòng mà chắc chắn nó phải tử đó, thì mình phóng sanh, hay mình cứu nó thì mới gọi là phóng sanh. Thế còn bây giờ mình mua mấy con chim về mình thả, cái đó chỉ thả tự do thôi chứ không phải phóng sanh. Mình mua rùa về mình thả, cái đó làm thả tự do chứ không phải phóng sanh. Khi nào mình đi vô chợ mình thấy chắc chắn là nó còn ta nắm cá, ta tính chặt đầu mình kêu là mình nói tôi muốn mua con cá đó thì mua đây là xong thả, cái đó mới gọi là phóng sanh thật sự. Thành ra thường thường mình ở đây đó mình đã tự do nhiều hơn là mình phóng sanh. Ra ngoài chợ mua mớ bồ câu về, cái tới giờ cái ông sư cũng tụng cái gì đó kệ ông, mở ra cho nó bay, cái mình nói bữa nay tôi phóng sanh được bao nhiêu chim, cái đó chi tả tự do thì chẳng phải phóng sanh. Có gì nó nhớ chuyện đó trả tự do phóng sanh, phóng sanh là cái chúng sanh đó tới cái nơi chết rồi là mà mình thả thì mới gọi là phóng sanh. Còn nếu mà mình không thả nó cũng không chết thì nó sẽ gọi là phóng sanh. Thành ra có nhiều cái thường đọc trong chú giải thì mới thấy, chứ còn nếu không đọc thì thường thường mình cứ làm sai hoài mà thôi. Một cái thầy vậy. À.
Nam mô Bích Thai giá. Dạ con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào đạo tràng. Dạ con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ thưa cô, con đang ở trên xe đó nên con không có thể nào làm thị giả cho ngài, tại vì anh Mỹ có câu hỏi và dạ, nên con dạ con xin cầm mic thôi ạ. Nam mô Bích Thai giá, nam mô Tham mà giá, nam mô Sang Ga giá. Dạ con kính đảnh lễ ngài, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý tăng ni. Dạ xin hỏi ngài, khách một khi con người khách sáo, có phải cái đó là tâm sân đố kỵ và đằng sau cái đó là cái gốc của nó là tâm tham ngã mạn không ngài? Dạ kính tri ân ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch Chư Tôn hay giả, kính thưa chư quý vị. Thì mình thì theo cái điều kiện đó để mình dựa vào điều kiện đó mình mới giải thích được, chứ còn nói vậy thì không có được đâu, bởi vì tâm nó sinh diệt nó nhanh lắm. Thành nếu mình không có dựa vào một số cái điều kiện nào đó, mình chỉ nói vậy đó, nó chỉ trúng có một vài cái lộ trình tâm thôi là cái chuyện đó nó lại không chính xác. Thành ra thường thường đó mà học gì pháp phải để cái đó, để cái đối tượng đó nó làm thì đó, nhiều cái đối tượng đó nó làm cho cái tâm sở đó nó phát sinh, nhưng mà nhiều cái đối tượng đó đó nó là cái tâm đó nó là đối tượng của một cái tâm khác để quán xét cái gì đó, mình không thể nào mình nói cái kiểu nghĩa là vắn tắt như vậy được. Nó muốn biết nó là phải biết nó nằm ở trong chỗ nào như thế nào, bởi vì một cái lộ trình tâm đó dài ba lộ nó là tham, nhưng mà nó có thể nó xuống sân hoặc là nó xuống cái lộ của thiện pháp như thường, những được như thường chứ không phải không. Thí dụ như bây giờ mình nói tâm có tham, biết có tham, cái tâm mình đang có tham là lộ của ác pháp, nhưng mà cái lộ kế nó phát sanh, nó biết có tham thì cái tham lúc đó nó biến mất rồi. Nhưng mà mình nói theo danh từ là biết có tham đó, tức là cái đó, cái lộ đó nó không phải là ác pháp nữa mà nó là thiện pháp. Nhưng mà hỏi sao nó biết có tham được, cái tham lúc đó nó diệt rồi mà nó. Nhưng mà mình nói là nói cho nó theo vậy đó, nhưng mà khi mà trong Pali đó mà họ diễn tả tới cái hiện tại đó thì nó có tới ba chuyện để nói là hiện tại nghiêng về quá khứ, hiện tại của hiện tại và hiện tại nghiêng về tương lai, nghĩa là tích tắc chứ không có lâu. Ví dụ gạch ngựa cửa dễ hiểu nè, khi nữa tính bước vô cái gạch cửa đó, mình bước vô mình dở chân lên đó, thì cái đó mình vẫn còn là tương lai, nhưng mà cái chân mình là tới ngang ngạch cửa đó, thì cái ngạch cửa là hiện tại của hiện tại, mà cái phía ngoài chứ là nó cũng là hiện tại nhưng mà nó thành quá khứ rồi. Còn cái phía trước cái đầu cái bằng chân mình nó là hiện tại thiên về tương lai đó. Thành ra mình nhìn vào những cái chỗ vậy đó là nó rất là vì thế chứ nó không có hỏi dễ cho mình để mình hỏi câu rất dễ vậy, mà hỏi nó là cái gì thì chúng tôi cũng chịu thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú, con thấy Nguyên Trang đã kính tri ân ngài rồi. Dạ Nhật Quỳnh thấy câu hỏi của tu học Phật pháp, nhưng mà cho Nhật Quỳnh hỏi câu của hạng tu trước nha. Dạ không biết là phải của hạng tu, phải là hạng tư ha, hay như thế nào á, thì Nhật Quỳnh đọc không có dấu, Nhật Quỳnh không có rõ thì có gì xin mời vị đạo hữu này hoan hỷ cho Nhật Quỳnh, có thể chát lên cho Nhật Quỳnh đọc cho đúng ạ. Cái nick của đạo hữu. Thưa sư, phóng vật và phóng tâm có khác nhau không ạ? Kính tri ân sư. Nam mô Bích Thai giá, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bổn Thầy giá, kính bạch Chư Tôn hiền giả, kính thưa chư vị, khác nhau chứ là giống nhau rồi. Khi mà mình nói phóng vật, nó có cái tâm sở đàng hoàng, tâm sở Uttacca đó, phóng vật. Nhưng mà phóng tâm là mình nói cái tâm mình nó không có ở trong cái đối tượng đó. Nhớ chuyện hai cái nó khác nhau chứ nó không thể nào giống nhau được. Dầu rằng cả hai nếu mà nói theo cái chiều hướng mà so sánh là cả hai đều thất niệm hết á. Nhưng phóng vật nó có chi pháp, còn phóng tâm này nó không có chi pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ ngài đã trả lời xong rồi phải không bạch ngài? Dạ con thấy hằng tu đã dạ rồi.
Dạ, con xin post lại cái câu của tu học Phật Pháp ạ. Kính thưa sư, trong Vinayati Tá Cá bộ Pariwara có câu Bali: Anicca sabbe sankhara dukkha natta ca sankhara nibbanan ca banyatti anatta iti niccaccha. Tất cả pháp hữu vi có trạng thái vô thường, khổ, vô ngã. Niết bàn là pháp, chế định là pháp vô ngã. Theo nội dung câu Pali này, chúng ta có thể hiểu pháp chế định là vô ngã, nhưng không có vô thường, không bị hoại diệt, đúng không thưa sư? Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, con kính bích đến ngài ạ. Nam Mô Bích Thai Giá, kính bạch chê tô bàn giả, kính thưa chú vị. Khi bây giờ rồi nói theo kinh dung là hán tử, chứ không phải là tu gì đâu, hán tử, hán tử. Thì cái câu này đó là pháp vô vi sankhara thì vô thường đổ vô ngã, chỉ có niết bàn và pháp chế định. Niết bàn là pháp chế định thì chỉ có vô ngã thôi. Thành ra còn cái niết bàn thì nói thường hay lạc gì đó là cái đó người ta thêm vô, chứ nó không có chữ đó trong Pali. Chỉ có nó niết bàn, chế định cũng vậy, cũng không có trạng thái vô thường hay khổ, mà chỉ có pháp vô ngã. Tại vì mình vô ngã là không tùy thuộc của ai, không, nó có bốn năm chuyện để nói đó. Thì cái chế định pháp cũng vậy, chế định pháp chỉ được hiểu là vô ngã thôi, chứ không có nói là thường hay vô thường, khổ hay không khổ, chỉ là vô ngã. Thì cái pháp mà chế định là vậy, tất cả cái pháp chế định mà mình có đó. Nhưng mà khi mà cái pháp chế định mà nó có thực tính pháp, mình nhìn vô thực tính pháp thì nó lại có chuyện khác. Còn cái chế định thông thường, ví dụ như mình lấy cái ghế cái này cái nọ chùm này kia chùm đó, thì nó là vô ngã, bởi vì nó ở trong cái điều kiện mà không có ai làm chủ nó, không có phải của ta này đó, là vậy đó, đó là cái pháp đó. Thành nên nên nhớ chế định nó cũng chỉ là pháp vô ngã mà thôi, chứ nó không có lọt vào hai cái kia. Nam Mô Bích Thà Giá. Dạ, sa thú lành thai, con thấy tu học Phật Pháp đã tri ân ngài. Nam Mô Bích Thà Giá. Dạ, Nhật Bình kính mời bằng tay quý vị. Hoặc là có thể có những câu chích chát. Dạ, Kim Nhung, mời Kim Nhung. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào các anh chị. Dạ, thưa sư, con có cái ví dụ về lộ trình tâm, nhưng mà con cũng chưa hiểu, nên là con kính nhờ sư giải thích giúp con. Ví dụ về lộ trình tâm như là khi mình ngủ, mình giật mình nghe tiếng con la hét, rồi mình mở mắt ra thấy con đùa giỡn, rồi lại bực mình la rầy và đánh đứa con. Dạ, con xin sám hối. Mình đánh đứa con, như vậy thì đã qua rất là nhiều lộ tâm và có 6 cảnh mình đều có trải qua hết. Thì cho con chưa hiểu là khi đó thì mỗi lộ tâm thì nó có những cái động lực riêng, và mỗi động lực như vậy thì nó có để lại quả hay không? Hay là mình chỉ đến khi nào tới cái cuối cùng mới để lại quả, là lúc mình đã la rầy và mình đánh đứa con thì lúc đó mới để lại quả? Hay là mỗi lộ tâm đều có động lực, đều có để lại quả? Dạ, con kính dâng mic đến sư, con kính nhờ sư giải thích giúp con ạ. Dạ, con tri ân sư. Nam Mô Bố Thầy Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư dụ. Mình phải nhìn vô cái thí dụ để coi người ta thí dụ cái đó giống như cái gì, hay là nói tới cái gì thôi. Chứ còn mình đem cái đó thí dụ giờ cho những cái tiến trình của lộ trình tâm này nó không có trúng nha. Mỗi lộ mỗi tâm nó sanh diệt trong một cái búng tay là 1.000 tỷ lần, tới 1.000 tỷ sanh ra đó. Mà 1.000 tỷ sanh ra tính ra đó thì nó phải 5.000 tỷ cái lộ trình tâm đó. Trong khi nó sanh diệt 1.000 tỷ sanh ra, thì bây giờ mình thí dụ vậy thì không ai hiểu mà mình muốn nói vậy đó. Thì mình phải coi cái thí dụ đó, thí dụ là như cho cái gì đó.
Chứ còn nếu mà lỗ tâm nó sanh diệt thì không bao giờ lấy cái gì để làm thí dụ được, bởi nó sanh diệt liên tục liên tục. Giữa hai lộ trình tâm là nó có hàng tỷ sát na phá quan khá, tức là tâm hữu phần. Thường thường bây giờ không có tâm hữu phần, tâm phần nó sanh diệt liên tục, nó tới có đối tượng nào mà nó vô nó khuấy động á, nó khuấy động bằng cách nó xúc vô sắc thần kinh mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, thì cái hữu phần nó phải rung động hai sanh na, tức là nó quan khá cha nó phú gần quan khu bạch dễ thá, rồi nó mới vô cái đo quách chân á, tức là hướng tâm hay là ngũ môn hướng tâm hay là ý môn hướng tâm, rồi nó mới vô một loạt những cái khác nữa, là nó đủ tối thiểu cho cái lỗ mà ông thay dài thì khoảng 17 chân na hoặc 15 chân na vậy đó, thành bộ tâm mà nó lặp đi lặp lại hằng không bao giờ ngừng nghỉ từ cái lúc mà tục sanh cho tới cái lúc mà tử mà thôi. Thành ra mình thí dụ là mình chỉ chết thôi chứ mình không hiểu là nó là như thế nào được. Ví dụ người ta thí dụ là giống như người đang nằm mà nghe trái xài nó đụng là này kem sùng, nổi bao nhiêu đó không á, tâm nó đã sanh diệt hàng ngàn tỷ 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 lần rồi chứ không phải một lấy. Thành ra rất là khó khăn để mà mình đem những cái thí dụ đời vô để mình lấy gì đó ha. Mình coi theo từng trường hợp để mình biết nó là cái gì mà thôi, học là nên hiểu chứ không nên để cho những cái thí dụ nó là trong mình nghĩa là lọt vào cái mới bất thành cái bệnh áp xe mở không chừng. Nam mô Bích Thà Giá. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ con thấy kim dùng đặc tính tri ân rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời những bàn tay và mời những câu chích chát ạ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung rất là nhiều. Dạ, Nhật Quỳnh thấy câu hỏi rồi, để Nhật Quỳnh coi của vị nào. Dạ, của Tu Học Phật Pháp. Kính thưa sư, 121 tâm khác nhau là do cảnh và các tâm sở đi cùng. Nhưng tâm nào cũng có đặc tính chung là sự nhận biết cảnh. Kính thưa sư, cái tánh nhận biết cảnh của tâm có bị diệt mất hay không? Bởi vì các tâm sanh diệt nối tiếp nhau không có gián đoạn. Tâm trước diệt thì tâm sau sanh lên, và tâm nào thì cũng có cái. Dạ con xin phép không có đọc tiếng Anh được ạ. Con kính dâng bích đến ngài Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Bích Tha Giá. Kính bạch Chia Tô Mạng Giả. Kính thưa chủ diệp, thì nó chỉ có một cái là nó nhận biết cảnh mà thôi. Dầu rằng nó có diệt đi thì cái lúc nó diệt thì cái nhận biết cảnh của cái sát na đó nó diệt, chứ còn cái sát na khác nó nổ lên thì nó lại có cái bản chất của nó như vậy, thì nó vẫn tiếp tục biết chứ làm sao mà ấy được, không có ấy được. Còn biết cảnh như thế nào hay cái gì đó là do cái lắc xà nạ của tâm sở. Một tâm mà nó đi lên, ít nhất nó cũng phải có 7 cái tâm sở đi theo để nó làm cái gì đó. Là bởi vì cái tâm sở thường mình để là thọ tưởng hành, thì cái tâm sở mà nó quậy cho tâm nó thành cái này cái nọ là do cái 50 cái hành tâm sở đó, hành quẩn đó. Nó còn sự nó có sanh diệt cỡ nào của nó sanh lên là nó chỉ có tạo biết cảnh mà thôi, chứ nó không biết gì khác đó, nó không biết gì khác. Còn cảnh nó màu xanh màu vàng gì cái đó là do cái tâm sở. Nó cảnh đó như thế nào là do tâm sở. Còn nó chỉ biết là có cảnh vậy thôi. Thành ra nhờ tâm thì nó biết cái đó. Còn tâm sở nó vô này nó mới tạm cho cái lộ trình tâm nó có những trạng thái như thế nào đó là cái chuyện của hành quẩn, chứ không có liên quan tới tâm. Tâm này chỉ nó biết cảnh mà thôi, chứ không biết gì khác đó. Cảnh nó như thế nào, vàng xanh đỏ, rồi cái lộ đó thuộc loại nghĩa là thọ gì, hay là hoặc là nó tưởng tượng cái gì đó là cái chuyện đó của anh sở, chứ nó không có liên quan tới cái sự biết của cảnh của tâm cả. Tâm nó chỉ có cái chuyện duy nhất là nó biết cảnh mà thôi. Nam mô Bích Thà Giá. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Và con thấy Tu Học Phật Pháp đã tri ân ngài rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ.
Dạ, mời những câu chết chát ạ. Dạ, trong khi chờ đợi những câu hỏi, dạ con, ngài cho con hỏi một câu. Và nếu đọc, dạ thôi Nhật Bình thấy câu hỏi của cánh chim trời rồi. Dạ, con xin các câu hỏi còn lại ạ. Bạch ngài, nếu giải thích theo Phật Pháp thì bộ não con người có nhiệm vụ gì và có liên quan gì với dòng tâm thức không thưa ngài? Nam mô Bích Tha Giá, con kính dân Bích đến ngài ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hành Giả, kính thưa chư quý vị. Bộ não thì chỉ là cái trung tâm thông nhận dữ kiện mà thôi, chứ không có gì đó. Còn cái chuyện mà nhận đối tượng là do tâm, còn những cái chuyện khác là do tâm sở. Còn những cái chuyện liên quan tới đối tượng gì gì đó là do sắc. Ví dụ như bây giờ cái sắc gì nó sắc cảnh sắc nó xúc vô đi, thì nó xúc vô chỗ đó thì nó mới đưa về. Nghĩa là cái lộ trình tâm nó khi nó nhận một cái rồi cái nó đưa về não thì nó giữ đó. Rồi nó, bao nhiêu cái lộ trình tâm nó làm thì từ đó nó mới sanh ra cái đó gọi là cái gì diêm sùm, nó là giống như cái bộ não mình giống như trung tâm thâu nhận sự kiện thôi, chứ nó không có cái gì khác ngoài cái việc đó cả. Còn những cái việc gì khác là đều do tâm với tâm sở nó làm hết. Chứ bởi vì cái não nó chỉ là một loại sắc pháp mà thôi. Nó chỉ có ghi nhận cái những chuyện nào mà nó qua con mắt, qua tổ tai, qua lưỡi, qua thân, qua ý vậy thôi, chứ không có cái gì khác hết. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con thấy như cánh chim trời đã tri ân ngài rồi. Dạ, cảm ơn câu hỏi của cánh chim trời. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời tràng ạ, mời bàn tay và mời những câu chết chát. Trong khi chờ đợi, ngài cho con hỏi một câu ạ. Dạ bạch ngài, nếu mẹ con đang lâm trọng bệnh mà bác sĩ nói là không cứu được nữa và họ trả về nhà mà chỉ nằm đó, thích thì ăn vài miếng, còn thuốc cho bà uống thì bà không uống, và bà hai nói lảm nhảm lung tung đối với những người đã quá vãng, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, và có khi thì bà không nói một tiếng nào hết. Vậy chúng con phải làm sao trong cái hoàn cảnh này bạch ngài? Ngài chỉ dạy cho chúng con ạ. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hành giả, kính thưa chư quý vị. Vị nào tụng kinh Bali giỏi thì cái tụng cho bà nghe, tụng cho người đó nghe. Bởi vì cái âm thanh đó thì nó mới giúp cho cái người đó đó có được cái đối tượng mà để làm cho cái tâm nó thăng bằng. Cái tâm thăng bằng không có nghĩa là cái tâm nó phải biết này biết nào, không phải. Nhưng mà cái âm thanh Bali đó thường là nó giúp cái đó vậy lắm. Còn những âm thanh khác thì không bằng. Đó. Tức là mình tụng, ví dụ dễ hiểu nhất là tụng bài kinh lễ bái tam bảo đi. Còn không là bài kinh Karani đó. Thì tốt nhất là bài kinh Karani, để bái tâm bảo bài kinh Karani. Nhưng mà nếu mà người tụng, người mà tụng đàng hoàng, tụng nghe âm thanh hay đó, để cho người tụng nó tốt hơn, để bằng là nhớ chuyện đó nó tốt hơn. Bởi vì cái âm thanh của người nó làm cho nó xúc vô cái sắc thần kinh nghĩ của cái người mà nằm như vậy đó, nó có hiệu quả tốt hơn là mở băng. Ngay cả người sống như mình vậy, nó người sống mà mình vô trong bệnh viện mà mình nằm, hay là mình nằm nhà mình uống thuốc mà mình ngáp đó, thấy không? Nếu có người nào tụng cái tâm mình nó khác, mở băng cái tâm mình nó hình như nó bắt cái âm thanh nó không có được ấy hay sao thì không biết, nhưng mà nếu mà có người nào tụng được ở gần tụng, lúc nào tỉnh thì cái người gần nó phải nhắc nhở những cái chuyện liên quan tới thiền pháp mà mình trong đời đã làm. Ví dụ như từng cái nghi duyên gì đó, khi nào mà thấy người đó tỉnh mà không có nói lảm nhảm, bởi vì thì nói lảm nhảm vậy là cái tâm nó suy nghĩ tới những người mà thân thuộc đã qua mất hồi xưa đó, thì cứ nói vậy. Nên khi nào thấy người đó tỉnh lại thì nó nhắc nhở những điều đó. Còn khi người đó mà không có tỉnh hoàn toàn đó, nghĩa là đôi khi nếu như là thấy gì đó thì cái đó là mình tụng kinh đó. Thì nó giúp cho cái người đó thì để trong trường hợp mà lỡ đi bất tử thì họ vẫn có được những cái đối tượng tốt. Chứ còn nếu mà mình
cứ để vậy đó, rồi mình cứ mở kinh nào đó mà người ta nghe, người ta không hiểu, họ nghe họ không hiểu, họ đâu có nói với mình. Anh nhớ chuyện đó, nghe không hiểu không nói, mà tự suy nghĩ cái chuyện như tào lao gì đó thì rất nguy hiểm cho họ, rất nguy hiểm. Nên tìm những bài kinh mà cái người tụng phải tụng cho hay chút thì nó có nhiều năng lực để hấp dẫn cái trí nhớ của người đó hơn. Đó. Khi nào tỉnh thì phải người nào mà ở gần là phải biết, biết hồi xưa họ thích cái gì, họ từng có làm việc thiền pháp gì mà họ nhắc nhở tới hoài thì nhắc lại, nhắc để cho cái tâm họ recall những cái thiền pháp đó, thì nó giúp cho người đó nhiều hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con bấm bị lộn mà thôi, để con xin nói lời dạ con. Dạ con, dạ con thay mặt là chúng con kính tri ân ngài. Dạ con nghe ngài nói là con nổi da gà. Tự vì là có cái chuyện là coi như Nhật Huỳnh nó rất là trùng với gia đình của con. Dạ hồi xưa con có ông anh á, dạ ông cũng mà ông cũng nói nhảm, nằm trong bệnh viện nói nhảm nhiều lắm ngài. Rồi cứ kêu cái người đó kêu tao đi rồi đòi ăn rồi đòi đủ thứ. Ở đây cái con điện về cho cô em đó, nói bây giờ thâu thỉnh năm vị lên chỗ bệnh viện Chợ Rẫy tụng kinh cho anh đi. Thì khi mà năm con thỉnh được năm vị đứng phía ngoài phòng cấp cứu bạch ngài tụng kinh giống như ngài nói bài Kadani với Tâm Bảo đó, mà ông nằm im đó, ông nằm im xong đó, khoảng 1-5 tiếng sau là anh đi thôi. Dạ. Yên lặng còn không lạnh, cái kêu anh kêu réo đủ thứ người trơn á. Bây giờ chừng con nghe ngài mà nói đến cái chuyện đó là con thấy lặng trùng hợp với cái chuyện ông anh con giống y gì đó. Dạ, thành ra là trời con lên chia sẻ mà con quên đưa tay mà con cầm mic để con kính ngài thá tội cho con. Dạ con, gia đình con là đúng y ngài nói đó ngài. Dạ con xin nhường mic. Dạ, sa thú kính cảm ơn Tâm Hương đã chia sẻ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, dạ, đồng hồ Nhật Quỳnh chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi quý vị. Nên Nhật Quỳnh kính mời bàn tay Kim Nhung rồi câu hỏi. Dạ, mời Kim Nhung hỏi trước nha, rồi câu hỏi để chút xíu nha, Nhật Quỳnh sẽ đọc. Dạ, mời Kim Nhung. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính thưa ngài, con xin hỏi một câu là con thường đọc trong kinh á, thưa sư, con có thấy cái câu là sau khi từ giã Đức Thế Tôn á, thì hay có cái câu là từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ ngài, thân hướng về phía hữu phía bên phải rồi từ biệt ngài ra đi. Dạ, con chưa hiểu cái câu này á. Dạ, con kính nhờ sư giải thích giúp con. Con kính tri ân sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, thì bây giờ cũng vậy chứ, ai vô đảnh lễ Đức Phật phải ngồi cái nơi tránh sáu chuyện, sáu chuyện của cái ngồi, rồi xong xuôi rồi đó, tới chừng lúc đấy vậy, nghĩa là khi mà đứng dậy cũng có cách đứng, chứ không phải muốn đứng nào đứng cho nó phải, rồi mới nói lên cái lời thầy giả ngài Đức Phật. Nó có cách đó, chứ không phải là mình muốn vô mình ngồi sao ngồi, thì muốn đi sao đi, không phải. Đối với Đức Phật là nó có, nghĩa là mình nói là kiểu cách đó, nó đàng hoàng, nó đúng. Thường thường đó quý vị, nếu mà có coi vô mấy cái video clip coi như ở Thái hay là Miến Điện, quý vị thấy cái cách mà họ hành xử là đối với chư Tăng nó rất là khác biệt, chứ không phải ấy đâu. Rất là khác biệt. Ví dụ như bây giờ đó, nghĩa là chư Tăng thì ngồi một bên Đức Phật, chứ không có ngồi phía trước giống như bên Việt Nam mình, ngồi một bên thôi. Bởi vì thường người ta đi vô đó là người ta lại Phật, người ta đi thẳng vô ta lại. Mà nếu mình ngồi trước mặt Đức Phật đó, giống như người ta lại mình, không có nên, qua Nhật Linh không có thích mình đâu, người ta lại, nhưng mà tránh bên. Khi mà ngồi một bên vậy rồi đó, mấy cái viên chức mà cao cấp với họ như nhà vua cũng vậy, vô là cũng ngồi bên,
ngồi bên. Và cái ghế nhà vua ngồi đó, cái ghế thường thường cái ghế mà ông vua ngồi cao lắm, nhưng mà cũng chỉ ngang hàng với chư tăng thôi, và cũng không bao giờ vô chùa mà để cái ghế mà cao bằng cái chỗ Đức Phật đó. Thành ra khi mà làm rất là trang nghiêm. Thì bây giờ ông dạy ông sư, hồi xưa ông dạy vô mới biết cách. Trước khi xin phép ngài ngồi đó phải đúng sáu cách, ngài ta tránh sáu cách đó. Ví dụ ngồi ngay trước mặt, ngồi trên gió hay gì đó là tránh cả sáu cách đó, để phải từ ra. Rồi sau khi nghe xong rồi phải đứng lên, đứng lên như thế nào, chứ không phải giống như mình đứng à. Thường thường quý vị để mấy cái chỗ mà ta, ông vua đó dễ thấy đó. Tôi đi là người ta dùng đầu gối, tôi đi ra 4 năm là ấy vậy đó. Rồi người ta mới bắt đầu, người ta quay đầu, người ta đi đầu gối ra ngoài luôn, chứ không có đứng dậy. Nghe là trước mặt Đức Phật cũng vậy, không có ấy vậy ha. Còn mình thì cái quay ra chừng một hai bước rồi đứng dậy đi. Thành ra cái trường hợp này cũng vậy, nó có những cái mà như vậy đó. Thành ra khi mà họ đi cũng giống vậy. Đó là cái cách thức để tôn trọng cái sự hiện diện của Đức Phật thôi. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, Nam mô Bích Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Tha dạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Hình như là sư Nhật Quỳnh té hay sao, phải không sư Nhật Quỳnh? Sư Nhật Quỳnh muốn niệm từ đọc câu hỏi của đạo hữu dùm không? Hay là tại thay không thấy sư Nhật Quỳnh cầm mic? Ô, bị giật mít hả? Ô, điện từ xin lỗi vậy. Xin mời Sít Nhật Quỳnh lên nha. Dạ, Nam mô Bích Tha dạ. Thấy bị giật mít mà không có kịp mà chắc lên. Nếu mà niệm từ cả chẳng cầm mít thì đọc lên luôn mà chắc không kịp. Dạ, xin lỗi niệm từ. Cảm ơn niệm từ rất là nhiều. Dạ. Nam mô Bích Tha dạ. Kính thưa sư, câu pháp cú 46: biết thân như bọt nước, ngộ thân như là huyễn, bẻ tinh hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. Thưa sư, chữ huyễn Marichi ở đây hiểu theo nghĩa vô thường, phù du tạm bợ ở đó, có đó rồi mất đó, sanh rồi diệt, vân vân. Hay hiểu chữ huyễn theo nghĩa là không có thật, giống kiểu như pháp chế định là không có thật, thấy như vậy mà không phải như vậy. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ con dâng mít đến ngài và dạ, cảm ơn Kim Nhung và niệm từ rất là nhiều. Nam mô Bích Tha dạ. Kính bạch chư tôn này dạ, kính thưa chư quý vị, thật sự có chữ huyễn ở đây đó chỉ cho bản chất mờ ảo. Thân thì trong cái thân này không có gì bền vững, cũng không có gì tồn tại lâu dài, tức là chỉ cho vô thường. Còn cái của thân vô thường, bởi vì nó không có gì bền vững trong cái thân này, bản chất của nó là mờ ảo, cũng không có gì tồn tại lâu dài được. Nó thành ra chữ huyễn là hiểu theo đó, chứ không phải là hiểu pháp chế định vậy đó. Hiểu huyễn nói theo tiếng Việt là mờ ảo à. Còn nhưng mà nó ở đây nó có nghĩa là vô thường, tức là trong thể xác này không có gì về bền vững, không có gì tồn tại lâu dài cả. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ Nam mô Bích Tha dạ. Dạ tu học Phật pháp có vừa ý với câu hỏi câu trả lời của ngài chưa ạ? Cho Nhật Quỳnh xin mật tín hiệu ạ.
Dạ. Con dạ vậy là tu học Phật pháp, hỏi thêm một câu nữa, dạ con xin được đọc ạ. Kính thưa, trong bốn phần. Kính thưa sư, trong bốn nhân phát sanh tâm sơ đạo: một, gặp được bậc chân nhân Sắc Bồ Đề Sằng Sề Quá; hai, được nghe chánh pháp Sắc Thầm Ma Sề Quá Na; ba, tác ý khéo Yoniso Manaskara; bốn, hành trì theo từng tự pháp Thamma Nu Tham Bát Tí. Có phải bậc chân nhân ở đây bắt buộc phải là thánh nhân hay không? Và chánh pháp ám chỉ Tam Tạng, chú giải và chính pháp siêu thế phải không, thưa sư? Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, con kính nhân mít đến ngài. Nam Mô Bích Thà Giá, kính bạch chư tổ hoàng giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, trong câu này là bậc chân nhân chỉ cho Đức Phật. Nhân chỉ cho Đức Phật. Bởi vì chỉ có ngài thì mới biết được cái chúng sanh đó đó, với những cái điều kiện như vậy đắc thôi, chứ còn những cái người khác là chưa chắc. Thí dụ như ngài Sở Đi Bồ Tát vậy mà có gì học trò đó mà làm hoài cũng không xong, nên nổi là Đức Phật huệ tới. Thành ra còn cái chữ pháp đây đó, chữ chánh pháp ở đây đó, nghe là chỉ chính pháp siêu thế mà thôi. Dầu rằng trong cái chú giải của cái chữ thâm má đó, thì họ chỉ cho Tam Tạng và chú giải luôn. Nhưng mà thường thường trong cái những cái điều mà liên quan tới Đức Phật, mà cái câu mà nói, cái câu mà Đức Phật dạy cho mấy cái vị mà đầu tiên về gặp ngài 1250 vị đó, thì chỉ cho chính pháp siêu thế thôi, chứ chỉ pháp, chỉ pháp siêu thế. Nhưng mà còn Tam Tạng và chú giải là do Hello, nghe chưa? Nếu quý vị chưa nghe để chúng tôi đi ra ngoài và vô trở lại nghe. Nghe lại chưa? Hello. Nghe lời phải không? Rồi nghe rồi thì để ấy lại. Tại sao mà không có dính vô Tam Tạng với chú giải? Bởi vì nếu dính vô Tam Tạng chú giải thì không thể nào dùng chữ Akaliko được, chữ chánh pháp Akaliko. Bởi chính pháp như thế là Akaliko, tức là vượt thời gian, mà vượt thời gian tức là khi nào mà nhân quả nó phải đi liền nhờ, chứ nó không có trời hết. Nó thành là theo chú giải thì cái câu này Đức Phật gặp Đức Phật, những cái điều này đó là gặp Đức Phật bậc chân nhân, đây là bậc Đức Phật đứng đầu là bậc Đức Phật. Nhưng mà ở đây là Đức Phật, bởi giờ còn cái chánh pháp đây là chỉ cho pháp siêu thế mà thôi. Nam Mô Bích Thầy Giá. Dạ, Sú Đành Thai, con đã thấy tu học Phật pháp, kính tri ân ngài rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá. Dạ, còn vị nào đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên không? Tranh thủ đi quý vị, vì còn có mấy phút thôi. Nguyên Trang không nghe. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo. Dạ, rồi, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu hỏi của tu học Phật pháp tiếp ạ. Có quan điểm cho rằng niệm Phật có mục đích là để tâm không bị tán loạn, để nhất tâm nhập định. Do đó, thay vì niệm các ân đức Phật thì niệm một danh hiệu Phật, thậm chí niệm câu chú gì khác miễn đạt sự nhất tâm nhập định là được. Chỗ này phải hiểu như thế nào, kính thưa sư? Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ.
Nam mô Bụt Thà Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra để tâm quỳ tán loạn thì mình dựa vào một trong bốn dòng cái đề mục của thiền chỉ nha. Nhưng mà nên nhớ là mình phải dựa vào cái cá tánh của mình nữa, chứ không phải là mình muốn niệm cái gì niệm. Thường thường nhiều khi là mình cứ hiểu chữ niệm sai lầm là mình niệm theo cái kiểu mà của Tàu á. Hay hở ra niệm mà Nam mô A Di Đà Phật hay là Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là không phải. Nó phải tùy thuộc cái cá tánh của chúng sanh đó. Chúng sanh có loại 6 loại cá tánh đó mà nó coi. Nó có nhiều người niệm cái đó không được mà hãy nhìn vào cái đối tượng khác không chừng. Đó. Thành ra mình mà không thấy rõ cái cá tánh của mình rồi mình nghe mình muốn niệm cái này niệm cái nọ thì không được, niệm danh hiệu Phật chơi chắc. Có nhiều người ta niệm danh hiệu Phật cũng đâu có ấy được. Mà điều người ta phải niệm mà kê xả lô ma nó khả thành là vô tùy theo cá tánh của chúng sanh đó thì khi niệm vậy nó mới có kết quả. Chứ còn nếu không mà mình niệm nó vẫn tán loạn như thường chứ không. Niệm thứ nhất là niệm bởi vì thí dụ như cái mục đích của mình niệm là mình phải hiểu cái mà mình niệm. Ví dụ mà niệm Phật là ngài có 9 ân đức thì khi mình hiểu bất cứ ân đức nào thì mình phải hiểu. Chứ còn nếu mình không hiểu thì mình có niệm vô ích thôi. Nó hiểu. Thành ra khi mình hiểu cái đó rồi thì mình nói thí dụ mình niệm A-la-hăng mà mình hiểu rõ ràng như vậy đó thì mình khi mình niệm cái tâm mình nó có năng lực thì cái gì nó cần thiết để phát sanh thì nó phát sanh. Thì nhiều khi mình niệm sai mình không biết tới chừng cuối cùng người ta nói nó sai. Họ kể một cái vị tu nữ học trò ngày Hậu Tông á, có người ta nhắc bả thầy lúc gần cuối đời các bạn có nhận bả nói gì thôi bả nói lầm rồi này kêu dùm ta nói là bà cô phải niệm Phật đi cho nó chắc chứ còn không bả nói tôi niệm hoài gì tôi niệm hoài ngày nào tôi niệm bao nhiêu năm rồi niệm cái người hỏi ta quá hỏi thường nó cô niệm cái gì thì bả nói là tôi niệm mà hả ra ăn đó. Thành ra mình nên nhớ rồi mình phải niệm cho chắc. A-ra-hẳn nó khác. Mà hả ra ăn thì nó lại khác. Đó. Đâu phải dễ đâu quý vị. Đó. Bởi vì nó đã không có dính vô được cái cá tánh của mình rồi đó. Mình niệm gì thì nó trật lắc à. Đó. Mình niệm hồn, niệm cái gì nó cũng tiêu hết đó. Khỏi cần bó tay rồi mà 1-800 chấm khôm cũng được. Khỏi cần bó tay chấm khôm rồi. Thành ra quý vị nên nhớ cẩn thận đó. Thành ra mình muốn cho thường thường đó. Cái mà để tâm không tán loạn tức là muốn cho nó tâm nó nằm yên đó. Thì cái tốt nhất á là thiền tứ niệm xứ thôi, nghĩa là tập mình thử coi cái thiền tứ niệm xứ nào mà nó phù hợp với cá tánh của mình trong niệm quá thân quá thọ tâm quá khó chứ không được nó cái nào mà nó mình tập một thời gian ngắn mà nó làm cho cái tâm mình yên á, nó dễ bắt đối tượng mình muốn đó, thì mình nên giữ cái đó để mình làm. Còn nếu mà nó không có được như vậy đó, thì mình cứ theo nó hoài thì cũng không có lợi gì hết đó. Chứ đâu phải lúc nào cũng vậy đâu. Có người ta làm cà xỉn á đó cũng vậy đó. Cà xỉn á nó có 10 đề mục nhưng mà nhiều khi người ta cái tâm người ta nó dính mắc vào cái không gian đó, là cái ngồi dòm từ trong ra cái cửa sổ vậy đó mà tâm yên chứ không phải là nó không yên đâu, bởi vì nó phù hợp với cá tánh người đó. Mà không tìm hiểu cá tánh của mình nó mình niệm cái gì cái tâm mình nó cũng nhào lộn hết á, nó nhảy tới như lui, bởi bản chất của tâm là như vậy. Nam mô Bụt Thà Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cần chư nam hiền nữ trong đạo tràng, tất cả phước báo nào phát sanh các pháp tội trong ngày hôm nay xin hãy là mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả có thể thấy và bài kệ các pháp ngôn ngầm để tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tam Bảo Dạ, Nam mô Sa Khai Dạ. Cha sa thủ lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng của chúng con để chúng con được tiến gần đến lời
giáo pháp của Đức Thế Tôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài, và chúng con cũng thành kính dâng quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học này đến quý Ngài, nhất là Ngài Liễu Tâm. Mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đầu tràng cung thỉnh đại đức Pháp Trang. Dạ, sau khi chúng con sám hối, chúng con cung thỉnh sư chúc phúc cái đạo tràng chúng con ạ. Nam Mô Bích Tha Giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Dạ, con tri ân sư cho con tín hiệu. Uất tam ang ghe na quan đề hằng ba ra phạn sung và ruột tam ang thể vô khali tơ đô sơ bút thô tham mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sách tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na quan đề hằng thầm manh chất đức quý thân và răng thầm mê vô khá đi tô đổ sơ thầm mô thầm mạch tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sách tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na quan đề hằng sẵn khanh chà đức vị thoát tam ang sẵn khê vô khá li tô đổ sơ sẵn khô tham mạch tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sách tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi phúc túc cho đạo tràng chúng con. Và con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Ở đây có nghe không ạ? Dạ, sa thú, sa thú. Trước tiên chúng con xin hành kính đảnh lễ ân đức ban của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin hành kính đảnh lễ Ngài Chư Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý tu nữ và toàn thể sư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đại diện Ngài Chư Đức cũng như Chư Tôn Đức Tăng để chúc kính toàn thể đạo tràng sư Phật tử. Nam mô Bụt Tha Giá. Pavatusa pamangkalanga kantusa padewata sa papuatha na fawe na sada sorti pavantute pavatusa pamangkalanga kantusa padewata sa patamma na fawe na sada sorti pavantute pavatusa pamangkalanga kantusa padewata sa pasangkang na fawe na sada sorti pavantute ta phước bao có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người Tê A Tà La Ta Suketa La Ha Phu Ta Sa Sa Ni A Ro Ra Suketa Ho Hay Sa Ha Sa Pe Hi Nha Ti Phi. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa trong đường phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thải. Siddhiya chanagata siddhamato 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 edam phalang etasmin ratanataya sensambasadanache etaso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn.